Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 2. Sau khi tạm biệt Phí Bán Thanh, Diệp Quân về lại gia tộc họ Diệp. Những lo lắng của gia tộc họ Diệp đã được giải quyết, giờ hắn cũng xem như có thể thở phào nhẹ nhõm. Việc tiếp theo là tạm biệt Diệp Tiêu để đến thư viện Quan Huyên. Trong sân, Diệp Quân và Diệp Tiêu ngồi trên bậc thềm đá. Trước mặt hai người đều đặt một vò rượu. Diệp Tiêu khẽ nói, ngày mai đi rồi à? Diệp Quân gật đầu. Diệp Tiêu khẽ cười, chuyện tốt. Diệp Quân do dự một chốc rồi nói, tộc trưởng, ngài có từng nghĩ giao vị trí thế tử cho Nam tỷ chưa? Diệp Nam, con gái của Diệp Tiêu, đã gia nhập vào thư viện Quan Huyên vào một năm trước. Tình cảm giữa hắn và Diệp Nam cực tốt, mặc dù không có quan hệ máu mủ nhưng còn thân hơn cả người thân ruột thịt. Diệp Tiêu gật đầu, dĩ nhiên từng nghĩ đến. Diệp Quân khó hiểu, vậy tại sao? Diệp Tiêu khẽ cười nói, nếu ngươi là người rất bình thường, tất nhiên ta không thể giao gia tộc họ Diệp vào tay ngươi, dù sao ta là tộc trưởng, ta không thể giao tính mạng của người trong tộc cho một người bình thường, nhưng ngươi rất xuất sắc, hơn nữa đức tính còn rất tốt. Nói rồi ông khẽ cười, giao gia tộc họ Diệp cho ngươi, tương lai gia tộc họ Diệp sẽ càng tốt hơn. Diệp Quân do dự rồi nói, nhưng ta chỉ là con nuôi của gia tộc họ Diệp. Diệp Tiêu nhìn Diệp Quân, trong lòng ta, ngươi là người gia tộc họ Diệp. Diệp Quân không nói gì. Diệp Tiêu lại nói, thằng nhóc này, sau này ngươi có tiền đồ rộng mở, có lẽ gia tộc họ Diệp chỉ là một phiền toái với ngươi, ta. Diệp Quân bỗng nói, gia tộc họ Diệp không phải là phiền toái với ta, nơi này là nhà của ta. Diệp Tiêu nhìn Diệp Quân nghiêm túc nói, tộc trưởng, tin ta. Tương lai gia tộc họ Diệp chắc chắn sẽ là gia tộc đứng đầu trong hàng vạn thế giới này. Diệp Tiêu bỗng bật cười, ta tin ngươi. Diệp Quân bỗng lấy một chiếc nhẫn ra đưa cho Diệp Tiêu khó hiểu, đây là. Diệp Quân bình tĩnh nói, trong chiếc nhẫn này có một ít kim tinh, là thứ để lại cho Diệp Khải đệ, thiên phú của đệ ấy rất tốt, tu luyện cần có tiền, những thứ này có lẽ có thể giúp được đệ ấy. Diệp Tiêu im lặng một lúc rồi gật đầu. Sau đó cất chiếc nhẫn đi rồi cầm vò rượu lên uống cạn. Diệp Quân cũng cầm vò rượu lên uống cạn. Một đêm trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Diệp Quân đã rời khỏi gia tộc họ Diệp. Hắn không nói tạm biệt ai cả. Vì tối qua đã nói tạm biệt rồi. Nhưng hắn không biết hắn vừa ra khỏi Diệp Phủ không lâu Diệp Tiêu xuất hiện trước cổng Diệp Phủ. Diệp Tiêu nhìn bóng lưng Diệp Quân, một lúc lâu sau ông mới xoay người rời đi. Ở một bên khác, Diệp Khải nhìn Diệp Quân đi khỏi gia tộc họ Diệp, sau đó cũng xoay người đi. Trong điện, Diệp Tiêu nhìn Diệp Khải trước mặt, ngươi cũng muốn đi à? Diệp Khải gật đầu, vâng. Diệp Tiêu im lặng không nói một lúc, sau đó lấy một chiếc nhẫn ra đưa cho Diệp Khải, tối qua Tiểu Quân đưa nó cho ta nhờ ta đưa cho ngươi. Diệp Khải do dự một chốc rồi nhận lấy chiếc nhẫn, cảm ơn tộc trưởng. Diệp Tiêu khẽ nói. Gia tộc họ Diệp mãi mãi là nhà của các ngươi. Diệp Khải cúi người thật thấp, tộc trưởng, gia tộc họ Diệp luôn là nhà của ta. Nói rồi y xoay người đi ra ngoài. Trong điện Diệp Tiêu nhìn Diệp Khải rời đi, cảm thấy không nỡ nhưng nhiều hơn là vui mừng. Hai đứa trẻ gia tộc họ Diệp này đều có cuộc đời của mình, gia tộc họ Diệp nhỏ bé không nên trở thành sự ràng buộc của chúng. Ngoài gia tộc họ Diệp, Diệp Khải nhìn chiếc nhẫn trong tay. Suy ngẫm một lúc rồi mỉm cười, sau đó đi về phía đằng xa. Trên đường đi, Diệp Khải nói, sư phụ, chúng ta đi đâu? Một giọng nói già nua vang lên trong đầu Diệp Khải, đến thần châu của trung thổ, ở đó có ba ấn pháp tắc. Diệp Khải gật đầu, vâng ạ. Nói rồi y sải bước biến mất ở cuối đường. Diệp Quân đến cổng thành, vừa đến đó đã nhìn thấy Nạp Lan Ca và Phí Bán Thanh. Nhìn thấy Diệp Quân. Nạp Lan Ca mỉm cười. Diệp Quân đi đến trước mặt Phí Bán Thanh, cúi người, Phí đạo sư. Phí Bán Thanh gật đầu, đi thôi. Nói rồi bà ấy dẫn hai người bước vào tầng mây, sau đó bà ấy xòe bàn tay ra, một con thuyền mây dài mấy mươi trượng xuất hiện trong tầng mây. Phí Bán Thanh dẫn hai người bước lên thuyền mây, Diệp Quân nhìn xuống dưới, lúc này cả thành hoang cổ vô cùng nhỏ bé. Phí Bán Thanh bỗng nói, Tiểu Quân. Thân phận kiếm tu của ngươi phải luôn che giấu cho thật kỹ. Diệp Quân nhìn Phí Bán Thanh, Phí Bán Thanh trầm giọng nói, truyền thừa kiếm đạo là chuyện rất quan trọng,
nhất là trước đây từng có một yêu thú cấp đế xuất hiện ở nơi này, nếu ngươi bại lộ thân phận kiếm tu vào lúc này, người ngoài sẽ cho rằng ngươi có liên quan đến yêu thú cấp đế đó, lúc đó mọi chuyện sẽ trở nên rất phiền phức. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi, nên sau khi đến thư viện, ta sẽ cố gắng khiêm tốn làm người, phách lối làm việc. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân, ngươi không được gây rắc rối cho người khác, nhưng người khác có thể đến gây chuyện với ngươi. Diệp Quân bình tĩnh nói, ta là người biết nói lý đấy. Phí Bán Thanh, nếu người khác cứ vô lý kiếm chuyện thì sao? Diệp Quân im lặng một lúc rồi nói, ta giết người, người giải quyết hậu quả. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân không nói gì. Nạp Lan Ca lắc đầu khẽ cười. Phải nói rằng vị hôn phu này của mình đúng là một nhân tài. Một lúc sau Phí Bán Thanh nói, ta có thể cho ngươi ảo tưởng rằng mình vô địch. Nhưng ta phải nhắc nhở người rằng trong thư viện, mọi thứ đều phải có quy tắc, cũng chính là quy tắc quan huyên, bất kỳ ai vi phạm luật này đều phải bị viện chấp pháp trừng trị nghiêm khắc, kể cả có là viện trưởng cũng không ngoại lệ. Diệp Quân gật đầu, ta đến thư viện thì sẽ học các quy định của thư viện quan huyên trước. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân rồi lắc đầu. Lúc này bà ấy cảm thấy hơi lo lắng. Đừng thấy tên này nho nhã như thế mà lầm, một khi ra tay không phải là tàn nhẫn bình thường đâu. Trực giác cho bà ấy biết tên này đến thư viện quan huyên, thế hệ trẻ của thư viện quan huyên sắp thay đổi. Bây giờ bà ấy cảm thấy hơi đau đầu rồi. Nạp Lan Cả bỗng nói, sư phụ, nhà họ Nam và nhà họ Trịnh sẽ chịu để yên sao? Phí Bán Thanh lắc đầu, chắc chắn là không. Tổn thất mất hai thiên tài, hơn nữa không nhận được lợi gì, sao chúng có thể chịu để yên được? Nạp Lan Ca cau mày, nói cách khác có thể chúng sẽ âm thầm giở trò xấu. Phí Bán Thanh gật đầu, nhà họ Trịnh còn đỡ, mấy năm nay thế hệ trẻ của họ không có thực lực như trước, nhà họ Nam. Bà ấy ngừng lại chốc lát rồi nói, một vị thiên tài của nhà họ Nam đang ở thư viện, tên là Nam Huyền, người này là học sinh sau cùng của Tiêu đạo sư. Nạp Lan Ca không nói gì. Nam Huyền. Thư viện quan huyên có ba đại đạo sư là Phí Bán Thanh, Tiêu Các, Tống Tử. Trước kia Tống Tử suýt nữa nhận Diệp Quân là học sinh. Dĩ nhiên không phải là học sinh sau cùng. Một đạo sư có thể có rất nhiều học sinh, nhưng học sinh sau cùng chỉ có một, mà Nạp Ca Lan chính là học sinh sau cùng của Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân rồi lắc đầu. Chuyến này chắc chắn thư viện quan huyên sẽ không được bình yên. Diệp Quân bỗng nói, Phí đạo sư, chúng ta không gây chuyện nhưng cũng không sợ. Phí Bán Thanh cười nói, đúng thế, nhớ lấy. Ngươi đừng gây chuyện cho ta nhưng cũng đừng sợ ai, nếu ai bắt nạt ngươi, ngươi cứ đánh lại cho ta. Nhưng ngươi phải nhớ một điều, nếu ngươi đánh thua một người trong thế hệ trẻ, ta sẽ không cứu vãn được cho ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, nếu ai dám ỷ lớn ức hiếp nhỏ, ta chắc chắn sẽ ra mặt cho ngươi. Diệp Quân gật đầu, được ạ. Phí Bán Thanh nhìn hai người, các ngươi nói chuyện đi. Nói rồi bà ấy xoay người rời đi. Diệp Quân nhìn về phía chân trời xa xa, nhẹ giọng nói, sân khấu lớn hơn rồi. Phải nói rằng hắn cũng rất mong chờ thư viện quan huyên. Đây là thế lực lớn mạnh nhất Nam Châu. Ở đó có rất nhiều thiên tài đỉnh cấp. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân sau đó cười nói, tại sao ta cứ cảm thấy chuyến này huynh đi sẽ có chuyện nhỉ? Diệp Quân cười nói, còn cách nào khác nữa, vị hôn thê của ta đẹp quá mà. Nạp Lan Ca cong môi nói, trong thư viện có nhiều cô gái đẹp lắm. Diệp Quân cười nói, thiên hạ này người đẹp nhiều đến thế nào? Nhưng đó có liên quan gì đến ta? Nếu cứ gặp được một người đẹp rồi thích một người, thế chẳng phải ta biến thành ngựa giống rồi sao? Nạp Lan Ca nói, ta từng đọc một cuốn sách, tác giả nói háo sắc là bản tính của đàn ông, huynh nghĩ sao? Diệp Quân chớp mắt, ta có thể không trả lời được không? Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân, được. Diệp Quân bật cười. Nạp Lan Ca quay đầu nhìn bầu trời, cô vuốt nhẹ tóc mai, khẽ nói, huynh nghĩ tương lai chúng ta sẽ ở bên nhau sao? Diệp Quân ngẫm nghĩ rồi nói, muội ghét ở bên ta sao? Nạp Lan Ca lắc đầu. Diệp Quân cười nói, ta cũng không ghét ở cạnh muội. Nạp Lan Ca cười nói, vậy tương lai cứ giao cho ý trời đi. Lúc này một cơn gió thổi đến. Nhiệt độ trên thuyền mây lập tức giảm xuống. Diệp Quân cởi áo ngoài của mình ra, sau đó khoác lên cho Nạp Lan Ca. Nạp Lan Ca nhìn bầu trời không nói gì.
Diệp Quân quay đầu nhìn bầu trời, khẽ nói, tiểu ca, ta muốn nhờ muội làm một việc. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân, Diệp Quân giơ tay phải ra. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân một lúc, sau đó đặt tay mình vào trong tay Diệp Quân. Diệp Quân bật cười, kiếm. Vèo. Kiếm hành đạo bỗng bay ra từ trong người Diệp Quân, sau đó vững vàng rơi dưới chân hắn. Diệp Quân dẫn Nạp Lan Ca đạp lên kiếm, ngay sau đó dưới sự điều khiển của Diệp Quân, kiếm hành đạo biến thành một luồng kiếm quang bay ra. Kiếm phá tan tầng mây bay lên trời. Trong tầng mây, Diệp Quân dẫn Nạp Lan Ca ngự kiếm bước đi, từng tầng tầng mây bị xé tan, liên tục vang lên tiếng phá tan không khí. Hai tay Diệp Quân đỡ eo Nạp Lan Ca nhưng hắn vẫn giữ khoảng cách. Nạp Lan Ca đứng trước nhìn xung quanh, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười rạng rỡ. Cô chưa từng cười rạng rỡ như vậy. Ngự kiếm phi hành. Hễ là người tu luyện, có ai mà không thích ngự kiếm phi hành đâu. Phí Bán Thanh đứng trên thuyền mây trầm mặc nhìn hai người bay trên trời. Ngự kiếm phi hành. Bà ấy biết bà ấy vẫn đánh giá thấp học sinh mới thu nhận này. Ngự kiếm phi hành không chỉ có truyền thừa kiếm đạo mà yêu cầu với kiếm cũng cực kỳ cao, dù là thư viện Quan Huyên ở Nam Châu hiện giờ cũng không có một thanh kiếm nào có thể đạt đến yêu cầu này. Tại sao một thiếu niên ở thành hoang cổ có thể có truyền thừa kiếm đạo? Phí Bán Thanh có vô vàn điều ngờ vực. Một lúc sau, Phí Bán Thanh lắc đầu, xoay người đi khỏi đó. Bà ấy không muốn ăn cơm chó. Một lúc lâu sau, Diệp Quân dẫn Nạp Lan Ca quay lại thuyền mây. Cả người Nạp Lan Ca vẫn cảm thấy lâng lâng. Diệp Quân cười nói, muội thích không? Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân, cười nói, thích lắm. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, tiếc là bây giờ ta vẫn chưa có đủ thực lực, không thể xuyên qua tầng khí quyển để đi vào bầu trời sao, nhưng ta tin chắc ngày nay không còn quá xa, đến lúc đó ta sẽ dẫn muội vào trong trời sao ngắm vẻ đẹp của vũ trụ. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân, hứa nhé. Diệp Quân nói, tất nhiên. Hai người nhìn nhau bật cười. Vào ban đêm, bầu trời đầy sao, thuyền mây khoác lên mình một chiếc áo giáp bạc. Diệp Quân ngồi khoanh chân ở mũi thuyền mây, hắn nhắm mắt lại. Vừa định tu luyện thì như nghĩ đến gì đó, hắn bỗng hỏi, tháp gia, người biết thư viện Quan Huyên không? Một lúc sau, tiểu tháp nói, biết. Diệp Quân tò mò hỏi, tháp gia, vậy người biết kiếm chủ nhân gian viện trưởng đầu tiên của thư viện Quan Huyên không? Tiểu tháp nói, biết. Diệp Quân tỏ ra vẻ khao khát, nghe đồn kiếm chủ nhân gian bất khả chiến bại trong thời đó. Chấn áp tất cả, mục tiêu của ta là trở thành cường giả tuyệt thế như kiếm chủ nhân gian, ta. Dừng. Tiểu tháp bỗng ngắt lời Diệp Quân, hay là ngươi đổi người khác làm mục tiêu đi. Diệp Quân cau mày khó hiểu, tại sao? Tiểu tháp trầm giọng nói, ngươi đổi người khác làm mục tiêu, ta cho ngươi chút lợi ích. Diệp Quân. Đổi người khác làm mục tiêu. Diệp Quân hơi hoài nghi, tại sao? Tiểu tháp nói, đổi mục tiêu. Ta cho ngươi một kiếm kỹ cực mạnh. Diệp Quân vội vàng nói, được. Vừa dứt lời, một ánh kiếm đột nhiên xâm nhập vào giữa hai chân mày của Diệp Quân. Một luồng thông tin đột nhiên chảy vào trong bộ não của hắn. Nhất kiếm định sinh tử. Nhát kiếm này chém ra, ta muốn ngươi sống thì ngươi được sống, muốn ngươi chết thì ngươi phải chết. Lúc này, khí huyết Diệp Quân sục sôi. Quá đỉnh. Đây chính là cảm giác duy nhất của hắn lúc này. Diệp Quân run giọng nói, tháp gia, kiếm kỹ này có cấp bậc gì thế? Tiểu tháp bình tĩnh nói, không có cấp bậc. Diệp Quân nhíu mày, không có cấp bậc hả? Tiểu tháp nói, không có cấp bậc, có thể phát huy tới mức độ nào đều phụ thuộc vào bản thân ngươi. Nhớ kỹ, kiếm kỹ này chú trọng một loại tâm cảnh vô địch, còn cả khí thế vô địch. Nhát kiếm này của ta mà chém ra. Sự sống chết của ngươi chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Diệp Quân khẽ gật đầu, đã cảm nhận được rồi. Tháp gia, người tạo ra kiếm kỹ này nhất định rất lợi hại nhỉ. Tiểu tháp nói, chính là chủ nhân thanh kiếm của ngươi. Diệp Quân hơi ngẩn ra, sau đó nói, tỷ tỷ váy trắng đó sao? Tiểu tháp nói, ngươi nên gọi cô ấy là, cứ gọi là tỷ tỷ đi. Diệp Quân nhíu mày, thấy hơi nghi hoặc. Lúc này, Tiểu tháp lại nói, kiếm kỹ này, ngoại trừ tỷ tỷ váy trắng của ngươi, cộng thêm ngươi, tổng cộng có hai người từng tu luyện, mà người trước đây thì đã bỏ dở việc tu luyện kiếm kỹ này rồi.
bây giờ chỉ trông vào ngươi thôi. Diệp Quân phấn khích nói, ta nhất định không phụ sự kỳ vọng của Tháp gia và tỷ tỷ váy trắng. Hắn vừa nói vừa bắt đầu nghiền ngẫm kiếm kỹ. Kiếm kỹ đấy. Cái này không biết còn quý hơn võ kỹ bao nhiêu nữa. Diệp Quân rất quý trọng. Thời gian dần trôi qua, nháy mắt trời đã sáng. Lúc này, Nạp Lan Ca cũng đi ra ngoài. Hôm nay Nạp Lan Ca mặc một chiếc váy dài màu xanh, có lẽ là bởi vì thời tiết hơi lạnh nên cô còn khoác thêm một chiếc áo bông mỏng màu xanh biếc. Thân hình của cô rất đẹp, đặc biệt là vòng eo thon gọn và đôi chân dài miên man đủ để khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng phải say mê. Trong tay Nạp Lan Ca bưng chút điểm tâm. Nạp Lan Ca đi tới trước mặt Diệp Quân, cười nói, tu luyện cả một buổi tối luôn à. Diệp Quân gật đầu, đứng dậy, phải. Nạp Lan Ca cười nói, nếm thử xem. Diệp Quân cũng không khách khí, cầm một miếng bánh nhỏ lên ăn. Nạp Lan Ca nói, sư phụ bảo ta tới nói với huynh, chúng ta phải tới thư viện quan huyên rồi. Diệp Quân cười nói, thật mong chờ. Hắn thật sự khá mong chờ được đến thư viện quan huyên. Nơi này là thánh địa trong lòng vô số người tu luyện đấy. Đúng vào lúc này, tốc độ của thuyền mây đột nhiên dần chậm lại. Phí Bán Thanh bước ra, bà ấy cười nói, tới rồi à. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Quân vội vàng quay người nhìn ra, núi non san sát, nối liền nhau không thấy điểm cuối. Bên trong những dãy núi đó đầy rẫy những đỉnh núi treo lơ lửng trên bầu trời, những đỉnh núi này đều treo ngược, thẳng tắp như kiếm, bên trên là một tòa cung điện đầy khí thế. Ở chính giữa những dãy núi đó có một thanh kiếm lơ lửng giữa khoảng không, kiếm dài vạn trượng dựng giữa đất trời, khiến cho người ta nhìn mà e sợ. Nhìn cảnh tượng trước mắt này, trong lòng Diệp Quân càng thêm chấn động. Khoảnh khắc này, hắn mới cảm nhận được bản thân mình nhỏ bé ra sao. Phí Bán Thanh đi tới bên cạnh Diệp Quân, cười nói, kinh hãi hả? Diệp Quân gật đầu, kinh hãi. Phí Bán Thanh bật cười ha hả, ta nói cho người biết, mấy thứ này chưa là gì đâu. Tổng viện thư viện của vũ trụ quan huyên trong truyền thuyết mới là khí thế. Diệp Quân nhìn Phí Bán Thanh, Phí đạo sư từng tới tổng viện rồi sao? Phí Bán Thanh lắc đầu, vẫn chưa. Chỉ có thiên tài tuyệt đỉnh mới có tư cách tới vũ trụ quan huyên, gia nhập vào tổng viện thư viện quan huyên. Mà dù là Nam Châu chúng ta, Trung Châu hay là Bắc Châu thì đã gần 1.000 năm qua, không một ai có đủ tư cách để tới tổng viện. Diệp Quân nhủ thầm trong lòng, Tháp gia, người biết tổng viện thư viện quan huyên không? Tiểu Tháp nói, biết. Diệp Quân hỏi, từng tới rồi à? Tiểu Tháp nói, đã từng. Diệp Quân thật tâm lên tiếng, Tháp gia, ta thật ngưỡng mộ ngươi. Tiểu Tháp. Đúng vào lúc này, thuyền mây dừng lại, Diệp Quân nhìn về phía xa, bên trong những dãy núi đột nhiên có mấy chục con hạc trắng bay lên. Những con hạc trắng này có thân hình to lớn, trông cứ như những bức tượng khổng lồ, mỗi lần vỗ cánh là lại lóe ra tia sét dị thường. Diệp Quân nhẹ giọng nói, đây là... Phí Bán Thanh liếc nhìn Diệp Quân, lôi hạc, do thư viện nuôi, xét về phẩm cấp thì thấp nhất cũng là cấp linh. Diệp Quân cảm thán, lợi hại. Phí Bán Thanh cười nói, còn có thứ lợi hại hơn. Sau này ngươi tự khám phá dần nhé. Nói xong, bà ấy dẫn Diệp Quân và Nạp Lan Ca đi tới bên trên một đỉnh núi. Trên đỉnh núi này chỉ có lác đác mấy tòa cung điện, cực kỳ lạnh lẽo. Phí Bán Thanh nói, đây là núi Bán Thanh, cũng chính là địa bàn của ta, ta có tổng cộng hai học trò, cũng chính là hai người các ngươi luôn. Bà ấy chỉ vào một tòa cung điện phía bên phải, nhóc con. Tòa cung điện này giờ cho ngươi ở. Bên trong có vài cuốn sách, ngươi có thể xem trước, đặc biệt là quan huyên pháp, ngươi có thể nghiên cứu cho thật kỹ. Ở bên trong thư viện, đọc thuộc quan huyên pháp thì không có bất lợi gì cho ngươi cả. Diệp Quân gật đầu, được. Phí Bán Thanh lại nhìn về phía Nạp Lan Ca, đi, ta dẫn con đi tu luyện. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân, sau đó nói, gặp lại sau nhé. Diệp Quân cười nói, ừ. Phí Bán Thanh dẫn theo Nạp Lan Ca biến mất. Diệp Quân nhìn tòa cung điện còn to hơn mấy lần so với Diệp Phủ ở phía xa kia, cảm thán, Tháp gia, có phải sự hiểu biết của ta về cuộc đời hơi hạn hẹp không? Tiểu Tháp nói, hơi hạn hẹp. Diệp Quân cười ha ha, sau đó đi vào bên trong cung điện, xung quanh cung điện đều là những giá sách đồ sộ. Diệp Quân đi tới trước một cái giá sách,
hắn lấy xuống một cuốn sách cổ và bắt đầu đọc. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Diệp Quân đã hiểu rõ hơn về Thư viện Quan Huyên và cả thế giới này. Thế giới mà hắn đang ở bây giờ là hạ giới phân thành ba châu lớn, cũng chính là Nam Châu, Bắc Châu và cả Trung Châu, mỗi một châu đều có một Thư viện Quan Huyên. Mà bên trên hạ giới chính là thượng giới. Liên quan tới thượng giới, trong sách không nói quá nhiều, chỉ biết cuộc thi võ 10 năm tổ chức một lần chính là lên thượng giới tham gia. Điều đáng nói là hạ giới còn có một thương hội lớn mạnh và thần bí tên là Tiên Bảo Các. Quan hệ giữa Tiên Bảo Các và Thư viện Quan Huyên là quan hệ hợp tác, đồng thời cũng là thế lực duy nhất tính tới bây giờ của cả hạ giới có thể sánh ngang với Thư viện Quan Huyên. Đương nhiên, quan hệ của hai thế lực này luôn rất tốt. Bởi vì nghe đồn quan hệ giữa viện trưởng nhiệm kỳ đầu của Thư viện Quan Huyên và người sáng lập ra Tiên Bảo Các không hề tầm thường. Thời gian tiếp theo, Diệp Quân bắt đầu học Quan Huyên Pháp. Ở bên trong Thư viện Quan Huyên, tất cả đều phải tuân thủ pháp luật, không được làm gì tùy tiện. Đương nhiên, ngoại trừ học Quan Huyên Pháp, hắn còn bắt đầu tu luyện kiếm kỹ dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Tháp. Tay trái Quan Huyên Pháp. Tay phải kiếm hành đạo. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Quân đang tu luyện đột nhiên bị một loạt âm thanh ồn ào quấy nhiễu. Diệp Quân nhíu mày, đứng dậy đi ra bên ngoài đại điện, chỉ thấy một đám người lúc này đang vây kín phía trước đại điện của Nạp Lan Ca. Mấy chục người, có nam có nữ. Ở trước cổng đại điện của Nạp Lan Ca được đặt xấp xỉ mấy chục nghìn bông hoa hồng tươi thắm, những bông hoa này được xếp thành hình trái tim, có một nam thanh niên đang đứng ở chính giữa, trên tay gã còn ôm thêm một đóa hoa hồng. Nam thanh niên đột nhiên hô lên về phía đại điện của Nạp Lan Ca, Nạp Lan cô nương, ta biết cô có rất nhiều người theo đuổi, thế nhưng vẫn mong cô cho ta một cơ hội để được theo đuổi cô. Xung quanh, một đám học sinh lập tức trở nên rầm rộ, đồng loạt hô lên, Mộ Bạch. Mộ Bạch. Bên còn lại, Diệp Quân nhíu mày, mấy người này tới để học sao? Hắn vừa nói vừa lắc đầu. Hắn không muốn phê phán người khác. Nhưng cảnh tượng trước mắt này khiến cho hắn thấy hơi phản cảm. Học viện là nơi để học tập, không phải là nơi để nói chuyện yêu đương. Diệp Quân bước ra phía xa. Có người công khai tỏ tình với vị hôn thê của mình, hắn không thể đồng ý. Xung quanh, đám học sinh kia vẫn đang gieo hò. Đại điện của Nạp Lan Ca không có chút động tĩnh nào. Nam thanh niên ôm hoa tươi kia đột nhiên lại lên tiếng, Nạp Lan cô nương. Diệp Quân đột nhiên đi tới trước mặt nam thanh niên tên là Mộ Bạch, thấy Diệp Quân tới, mọi người đều sững sờ. Người này trông rất lạ mặt. Mộ Bạch trừng mắt nhìn Diệp Quân, ngươi là ai? Diệp Quân nói, Diệp Quân. Mộ Bạch híp mắt lại, ta biết ngươi, ngươi là vị hôn phu của Nạp Lan cô nương. Lời này vừa được thốt ra, mọi người đang có mặt đều ngơ ngác. Vị hôn phu. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Diệp Quân. Diệp Quân cười nói, phải. Mộ Bạch cười nói, hóa ra ngươi còn theo tới cả thư viện luôn rồi. Gã phá lên cười, sau đó nói, ta cũng muốn theo đuổi Nạp Lan cô nương, ngươi không phản đối chứ. Đương nhiên cho dù ngươi phản đối thì ta cũng không bận tâm. Ha ha. Xung quanh, một số học sinh cười hùa theo. Diệp Quân bình tĩnh đáp, ta khuyên ngươi khách khí một chút. Bởi vì ta là một thể tu. Ta tu luyện thân xác đã 17 năm rồi, cho dù là cường giả ở cảnh giới vạn pháp thì cũng chẳng thể khiến cho ta bị thương dù chỉ là một chút. Vậy sao? Mộ Bạch cười lớn, thể tu cơ đấy. Ha ha! Diệp Quân chỉ vào trước ngực mình, không tin thì ngươi đấm ta một cú thử xem. Mộ Bạch trừng mắt nhìn Diệp Quân, là ngươi yêu cầu đấy nhé. Gã vừa nói vừa tung một cú đấm về phía ngực Diệp Quân. Bộp! Trong ánh mắt của mọi người. Diệp Quân bay ra xa mấy mét, cuối cùng nặng nề đáp xuống mặt đất, ngay sau đó, tay phải của hắn đặt lên trên ngực, thế rồi cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Mộ Bạch càng sững sờ, ngươi đùa à? Thể tu? Ngươi, mẹ kiếp, ngươi là thể tu hả? Ông đây mới dùng có 3 phần sức lực thôi đấy. Lúc này, Diệp Quân đứng phía xa đột nhiên nhảy lên, tốc độ cực nhanh. Nam thanh niên đó còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Diệp Quân giáng cho một bạt tai vào mặt. Bốp! Cả người nam thanh niên bay thẳng ra xa, gã vẫn còn chưa đáp đất, Diệp Quân đã nhảy lên, huých thẳng một bên đầu gối lên trên bụng của nam thanh niên.
Bốp! Mộ Bạch trợn tròn hai mắt, trong miệng cứ thế phun ra máu tươi. Thế nhưng vẫn còn chưa kết thúc, vào khoảnh khắc Mộ Bạch đáp đất, Diệp Quân giơ chân đạp lên trên lưng của Mộ Bạch. Bộp! Mộ Bạch va thẳng xuống mặt đất, nền đá xanh lập tức nứt toác, mặt của Mộ Bạch kề sát với mặt đất. Mọi người đều ngơ ngác. Diệp Quân quay người rời đi. Lúc này, Mộ Bạch đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt gã đã máu thịt lẫn lộn, hiểm ác nói, ngươi dám ra tay với ta, cái loại tạp chủng nhà ngươi, ta muốn ngươi sống không bằng chết, ngươi. Diệp Quân đột nhiên quay người, lao tới đầy mạnh mẽ, một giây sau, hắn giơ chân đạp thẳng lên yết hầu của Mộ Bạch. Rắc, đầu của Mộ Bạch lập tức bay ra, máu tươi phun khắp mặt đất. Tất cả mọi người đang có mặt đều sững sờ. Giết người rồi. Thư viện Quan Huyên nghiêm cấm giết người. Điều này đã phạm phải luật pháp, hơn nữa còn vào loại nghiêm trọng nhất. Đúng vào lúc này, mười mấy luồng khí tức cường đại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ngay sau đó, có thêm mười mấy người xuất hiện trước mặt Diệp Quân. Nhìn thấy mười mấy người này, sắc mặt của tất cả học sinh đang có mặt đều biến đổi mạnh mẽ. Viện chấp pháp. Đây là nhóm người chỉ cần nhắc tới là sẽ khiến cho tất cả học sinh trong thư viện Quan Huyên đều biến sắc. Ông lão đi đầu chính là Khưu trưởng lão của viện chấp pháp, còn có tên gọi gọi khác là Tu La Quái. Khưu trưởng lão nhìn cái xác trên mặt đất, sau đó nhìn về phía Diệp Quân, ai cho ngươi cả gan giết người. Diệp Quân chỉ vào máu trên khóe miệng mình, ta đang phòng vệ chính đáng. Mọi người! Khưu trưởng lão nhìn Diệp Quân, phòng vệ chính đáng ư. Diệp Quân gật đầu, gã đấm ta trước, nội tạng ta đều bị đánh rách hết cả rồi. Vậy nên ta mới phòng vệ chính đáng. Khưu trưởng lão nheo mắt lại, ngươi muốn rảo biện ở trước mặt ta sao? Diệp Quân bình tĩnh nói, ta đang là phòng vệ chính đáng. Hỗn xược! Khưu trưởng lão đột nhiên nổi điên, thẳng tay giáng cho Diệp Quân một bạt tai. Thế nhưng, tốc độ của Diệp Quân lại nhanh hơn, vào khoảnh khắc Khưu trưởng lão ra tay, hắn xông lên trước, giơ đầu gối nhắm thẳng vào Khưu trưởng lão. Sắc mặt của Khưu trưởng lão lập tức biến đổi, vào khoảnh khắc Diệp Quân ra tay, ông ta mới nhận ra bản thân khinh địch rồi. Vậy nên chỉ có thể thu tay về đỡ đòn. Bốp! Cùng với một tiếng vang rất kêu, Khưu trưởng lão bị chấn động tới độ văng ra xa mấy mét, ông ta vừa mới dừng lại, Diệp Quân đã lao tới trước mặt ông ta, sau đó giơ chân phải lên đá ngang qua. Trong lòng Khưu trưởng lão chợt kinh hãi, tay phải vội vàng đỡ đòn. Bốp! Khưu trưởng lão cứ thế lăn ra mấy mét về bên trái. Diệp Quân đang định tiếp tục ra tay, đúng vào lúc này, một tiếng quát đầy phẫn nộ đột nhiên vang lên, dừng tay. Mọi người nhìn về phía giọng nói vang lên, chỉ thấy ở phía xa, đại điện đột nhiên mở toang, Phí Bán Thanh bước ra bên ngoài. Phí Bán Thanh! Nhìn thấy Phí Bán Thanh, sắc mặt của một số học sinh đang có mặt lại biến đổi thêm lần nữa. Nữ bá vương này trở lại rồi sao? Phí Bán Thanh đi tới trước mặt Diệp Quân, bà ấy liếc nhìn cái xác của Mộ Bạch phía bên cạnh, sau đó nhìn Diệp Quân, đại ca, không phải đã nói phải kín tiếng sao? Ngày đầu vào thư viện đã giết người, còn đánh cả trưởng lão viện chấp pháp, đây là kín tiếng mà ngươi nói hả? Diệp Quân khẽ cúi đầu, sau đó lau máu trên khóe miệng giơ cho Phí Bán Thanh xem, nói với vẻ hơi uất ức, người xem, ta cũng bị đánh hộc máu đây này. A! À, Phí Bán Thanh sụp đổ, dậm chân gào lên đầy bực tức. Mọi người! Lúc này, Phí Bán Thanh thật sự suy sụp. Bà ấy vốn tưởng rằng mình trước đây đã là kẻ rất giỏi gây chuyện rồi, nhưng bây giờ xem ra, so với chàng trai này, trước đây bà ấy còn ngoan ngoãn chán. Gây chuyện giỏi thật! Phí đạo sư! Lúc này, Khưu trưởng lão đứng lên, tức giận nói, đây là học trò của bà sao? Phí Bán Thanh nhìn Khưu trưởng lão, bình tĩnh nói, đúng vậy. Khưu trưởng lão vô cùng tức giận, chỉ vào Diệp Quân, cậu ta giết người, còn đánh trưởng lão viện chấp pháp, bà nói xem nên xử lý thế nào. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân, nói, có phải ngươi phòng vệ không? Diệp Quân gật đầu, đúng là ta phòng vệ, mọi người đều có thể làm chứng là gã đánh ta trước. Phí Bán Thanh quay lại nhìn một học trò nữ, có phải Mộ Bạch đánh cậu ta trước không? Cô gái do dự một hồi rồi mới gật đầu, đúng vậy. Nhưng, chuyện này, Phí Bán Thanh nhìn về phía Khưu trưởng lão, ông cũng nghe thấy rồi đấy. Mộ Bạch là người ra tay trước,
cậu học trò này chỉ phòng vệ mà thôi. Khưu trưởng lão nhìn chằm chằm vào Phí Bán Thanh, bà đang bao che cho cậu ta. Phí Bán Thanh nhíu mày, này lão già kia, ta bao che cho cậu ta lúc nào? Tai ông điếc hả, Mộ Bạch là người ra tay trước, học trò của ta chỉ phòng vệ mà thôi. Khưu trưởng lão giận tím mặt, cho dù là phòng vệ thì cũng phải có mức độ vừa phải. Theo luật, sau khi Mộ Bạch không đánh trả nữa thì cậu ta cũng không nên tiếp tục ra tay. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân. Diệp Quân do dự rồi nói, gã uy hiếp ta, nói ta nhất định phải chết. Vì vậy ta mới giết gã, ta chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm mà thôi. Nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm. Phí Bán Thanh khẽ cau mày, nhẹ giọng nói, có luật như vậy sao? Diệp Quân nói, ta mới thêm vào. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân, không nói gì nữa. Trong lòng vô cùng sốt ruột. Nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm ư. Khưu trưởng lão tức giận nói, nhóc con, ngươi cho rằng ta chưa từng đọc Quan Huyên Pháp sao? Trong Quan Huyên Pháp không hề có luật này, là ngươi cố ý giết người. Diệp Quân bình tĩnh nói, ta chỉ là phòng vệ. Thấy Diệp Quân vẫn kiêu ngạo, khưu trưởng lão tức nổ phổi, nhóc con, ngươi nghĩ đây là đâu hả? Phí Bán Thanh cũng tiến lại gần Diệp Quân, nói nhỏ, không được khinh suất. Lúc này, một ông lão đi tới. Nhìn thấy ông lão này, Khưu trưởng lão vội vàng nói, phó viện trưởng. Phó viện trưởng, người đến chính là Lục Trầm, cũng là phó viện trưởng của viện chấp pháp. Nhìn thấy người tới, sắc mặt Phí Bán Thanh chợt xa sầm. Chuyện này càng khó xử lý rồi. Người này không dễ qua mặt. Diệp Quân nhìn sắc mặt của Phí Bán Thanh, rồi nhìn Lục Trầm, không biết đang nghĩ gì. Lục Trầm đến nơi, nhìn thi thể của Mộ Bạch, sau đó nhìn Phí Bán Thanh. Cười nói, Phí đạo sư. Diệp Quân bước tới trước mặt Lục Trầm, cúi người nói, tiền bối, ta muốn nói chuyện riêng. Lục Trầm liếc nhìn Diệp Quân, nói gì cơ? Diệp Quân làm động tác mời, sau đó đi sang một bên. Lục Trầm nhíu mày, không nghĩ nhiều, cũng đi theo qua đó. Phí Bán Thanh cau mày, tên này muốn làm gì thế nhỉ? Khưu trưởng lão đứng bên cạnh cũng tỏ vẻ khó hiểu. Ở đằng xa, Diệp Quân và Lục Trầm đứng quay lưng về phía mọi người, từ một góc độ không ai nhìn thấy, Diệp Quân bình tĩnh lấy ra một chiếc nhẫn không gian đặt vào tay Lục Trầm. Lục Trầm ngẩn người. Đút lót. Lục Trầm cau mày, ánh mắt lạnh lùng, đang định nổi giận thì nhìn thấy trong chiếc nhẫn không gian có 1000 viên kim tinh, lão lại sững sờ lần nữa. 1000 viên kim tinh đấy. Lục Trầm vô cùng kinh ngạc, vừa nhìn đã biết kim tinh này là kim tinh cực phẩm. Chắc chắn không phải loại thư viện Quan Huyên cho lão có thể sánh bằng. Diệp Quân nói, tiền bối, ta chỉ phòng vệ, gã đánh ta một quyền đã suýt giết chết ta rồi, vì vậy. Lục Trầm bình tĩnh cất đồ đi, sau đó cười nói, ta hiểu rồi. Diệp Quân im lặng, không nói gì nữa. Nếu ngươi có quyền, quy tắc đương nhiên sẽ phục vụ ngươi. Nếu ngươi có tiền, quy tắc sẽ thay đổi linh hoạt. Nếu ngươi không có gì cả, vậy thì quy tắc sẽ dành riêng cho ngươi. Lúc này, Lục Trầm quay người đi đến trước mặt mọi người, ta đã biết rõ mọi chuyện rồi, vị tiểu huynh đệ này đúng là phòng vệ, mọi chuyện đều là lỗi của Mộ Bạch. Khưu trưởng lão sững sờ nói, phó viện trưởng. Lục Trầm lạnh lùng nhìn Khưu trưởng lão, ta đã nói với ông rất nhiều lần rồi. Chuyện gì cũng phải điều tra kỹ lưỡng, sau đó mới có thể đưa ra kết luận, lão Khưu, tính nóng nảy này của ông nhất định phải thay đổi. Giải tán đi. Nói xong, lão quay người rời đi. Đội hộ vệ của viện chấp pháp cũng đi theo sau. Khưu trưởng lão vẫn sững sờ tại chỗ. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân, sau đó đi tới trước mặt hắn nói, đi thôi. Nói xong, bà ấy kéo Diệp Quân rời đi. Tất cả mọi người đều sững sờ. Khưu trưởng lão nhìn theo bóng lưng của Diệp Quân, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Diệp Quân quay đầu liếc nhìn Khưu trưởng lão. Nhưng không lên tiếng. Trong điện, Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân, người nói người đút lót ông ta rồi sao? Diệp Quân gật đầu. Phí Bán Thanh nói, bao nhiêu? Diệp Quân đáp, 1000 viên kim tinh. Phí Bán Thanh hơi nheo mắt, người giàu thật. Diệp Quân im lặng. Phí Bán Thanh im lặng một lúc rồi nói, tội cậu ta không đáng chết. Diệp Quân lắc đầu, đó là vì gã chết rồi. Trong lòng đạo sư, bây giờ gã là kẻ yếu, nhưng nếu ta không có thực lực, thì hôm nay ta sẽ thế nào đây?
không phải ta không lý luận với gã, nhưng đổi lại là sự chế giễu coi thường của gã. Hắn lại lắc đầu, ban đầu, ta cũng không muốn giết người, nhưng gã đã có ý định giết chết ta. Hôm nay không giết gã, thì ngày mai, thậm chí là ngày kia gã cũng sẽ tìm cách hại ta, nếu đã vậy thì tại sao ta không thể diệt cỏ tận gốc, để trừ hậu họa về sau. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân, lúc này bà ấy chợt cảm thấy hơi sợ hãi. Hắn suy nghĩ kỹ càng đến đáng sợ. Sắc mặt Phí Bán Thanh vô cùng phức tạp, nhưng ngươi có biết có rất nhiều người theo đuổi tiểu ca không? Lẽ nào ngươi muốn giết hết bọn họ sao? Diệp Quân bình tĩnh nói, nếu hôm nay ta không giết gã, người của Thư viện Quan Huyên sẽ cho rằng ta dễ bắt nạt. Thế giới này chính là như vậy, ta càng giảng đạo lý thì người khác càng cho rằng ta dễ bắt nạt, sau đó sẽ càng bắt nạt ta nhiều hơn. Bởi vì bắt nạt kẻ yếu là bản tính xấu xa của con người. Đánh một còn hơn đánh 10, đây là thái độ của ta. Phí Bán Thanh nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, nếu có người đến tỏ tình với tiểu ca tiếp thì sao? Diệp Quân hỏi ngược lại, đạo sư, người thấy hành vi tỏ tình với người đã có vị hôn phu là tôn trọng người khác sao? Lẽ nào hành vi này không đáng trách à? Nếu có người tỏ tình với chồng của người ngay trước mặt người thì sao? Thử hỏi xem có người nào có thể rộng lượng như vậy chứ? Ta từng nói không muốn làm lớn chuyện, nhưng ta không nói muốn làm con rùa rụt cổ. Phí Bán Thanh im lặng. Diệp Quân nói tiếp, nếu còn có người đến, ta sẽ giết tiếp. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân, ngươi là một tên nguy hiểm. Diệp Quân bình tĩnh nói, đạo sư, tại sao đến lúc này rồi mà người vẫn nghĩ tất cả là lỗi của ta? Phí Bán Thanh lắc đầu, ta không nói đây là lỗi của ngươi, chỉ là cách hành sự của ngươi nhiều lúc quá cứng nhắc, giống như một thanh kiếm quá cứng sẽ dễ gãy, ngươi hiểu không? Diệp Quân im lặng một lúc rồi nói, vậy xin đạo sư hãy dạy ta nên xử lý những tên tỏ tình với tiểu ca trước mặt ta như thế nào? Phí Bán Thanh suy nghĩ rồi hồi, thở dài, sau đó quay người rời đi. Trong điện, Diệp Quân trầm mặc một mình. Sau khi rời khỏi đại điện, Phí Bán Thanh đến một đám mây. Trước mặt bà ấy không xa chính là Lục Trầm đã rời đi lúc nãy. Lục Trầm mở bàn tay, 1000 viên kim tinh kia chậm rãi bay tới trước mặt Phí Bán Thanh. Phá Bán Thanh im lặng. Lục Trầm liếc nhìn xuống dưới, ta trọng tài, cộng thêm nể mặt bà, nên chuyện này coi như dừng lại ở đây. Phí Bán Thanh khẽ gật đầu, đa tạ. Lục Trầm nói, người này tính cách rất tốt, là thiên tài, không nên chơi mấy trò láo cá này, bà nên dạy dỗ cậu ta tử tế, đừng để cậu ta đi con đường sai trái. Phí Bán Thanh nghiêm túc nói, cậu ta đến từ nơi nhỏ bé, môi trường nơi đó phức tạp, những thủ đoạn này chỉ dùng để sinh tồn mà thôi, vì vậy một số suy nghĩ và cách làm của cậu ta hơi cực đoan, ta sẽ từ từ dạy bảo cậu ta, để cậu ta đi đúng đường. Lục Trầm gật đầu, cũng đừng làm quá. Đàn ông cũng nên có chút bốc đồng, nếu không còn gì là đàn ông. Lần này, Mộ Bạch kia quả thực đã quá đáng, cái chết của cậu ta cũng coi như là tự mình chuốc lấy. Nhưng người đứng sau cậu ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, bà phải chú ý chút. Phí Bán Thanh vô cảm nói, nếu bọn chúng dám nhắm vào Tiểu Quân, ta sẽ giết cả gia tộc chúng. Lục Trầm lắc đầu cười, bà và cậu ta không phải người một nhà, không chung một gia môn, nhưng tính khí lại giống hệt nhau. Nói xong, lão xoay người biến mất trên bầu trời. Phí Bán Thanh nhìn nhẫn không gian trước mặt, lắc đầu, sau đó quay người rời đi. Trong điện, Diệp Quân đang ngồi yên lặng. Diệp Quân nói, tháp gia, ta sai rồi sao? Tiểu tháp đáp, người nghĩ sao? Diệp Quân nhắm mắt lại, vẫn câu nói đó, ta không muốn gây chuyện, nhưng kẻ nào dám động đến ta thì ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Tiểu tháp nói, vậy thì làm theo trái tim ngươi. Trái tim. Diệp Quân nói, tháp gia, ta muốn trở nên mạnh hơn nữa. Tiểu tháp khó hiểu nói, tại sao? Diệp Quân nhẹ nhàng nói, bởi vì chỉ khi mạnh hơn, ta mới có thể bảo vệ mình, không để người khác ức hiếp. Tiểu tháp im lặng. Diệp Quân không nói gì thêm nữa, bắt đầu tu luyện. Trong tiểu tháp, giọng nói bí ẩn vang lên, tên nhóc này không có cảm giác an toàn. Tiểu tháp nói nhỏ. Làm sao có thể cảm thấy an toàn khi bị vứt bỏ từ nhỏ chứ? Giọng nói thần bí lại vang lên, cha hắn cũng bị vứt bỏ, biết rõ cảm giác đau khổ đó, tại sao còn đối đãi với con trai mình như vậy chứ?
Tiểu Tháp thở dài, tiểu chủ vì trái tim tan vỡ mà từ chối sự giúp đỡ của Thiên Mệnh tỷ tỷ và chủ nhân. 2. Trong điện, Diệp Quân cầm kiếm hành đạo, đứng yên tại chỗ. Trong thời gian qua, hắn luôn tu luyện kiếm kỹ nhất kiếm định sinh tử. Khí thế, tâm thế, đều là cốt lõi của kiếm hành đạo. Tu luyện kiếm kỹ này nhất định phải có khí thế và tâm thế coi thường kẻ địch. Không rút kiếm thì thôi, nhưng một khi đã rút kiếm thì ngươi phải chết. Làm thế nào để tâm thế và khí thế vô địch đó? Diệp Quân cũng không biết. Hắn chỉ biết một điều là vào thời khắc rút kiếm, đối phương chắc chắn phải chết. Kiếm là vũ khí giết người. Rút kiếm thì phải giết người. Ngoại trừ việc tu luyện, Diệp Quân cũng nhân tiện tìm hiểu về Thư viện Quan Huyên. Hiện nay Thư viện Quan Huyên có 3 siêu thiên tài là Nạp Lan Ca dưới trướng Phí Bán Thanh, Nam Huyền dưới trướng Tiêu Các Đạo Sư và Tôn Hùng dưới trướng Tống Tử Đạo Sư. Đây là 3 siêu thiên tài của Thư viện Quan Huyên. Ngoại trừ Nạp Lan Ca ra thì 2 người còn lại đã đạt tới cảnh giới thông u. Điều đáng nói là hiện nay vị trí chủ tịch học viên của Thư viện Quan Huyên Nam Châu vẫn còn trống. Chủ tịch học viên là gì? Là người đứng đầu của tất cả học sinh, có quyền lực và uy lực đối với tất cả học sinh, còn có một lợi ích nữa là có quyền điều động một phần quân đội của Thư viện Quan Huyên. Có thể nói là có quyền lực rất lớn. Trong điện, Diệp Quân ngồi xếp bằng trên mặt đất, trầm ngâm. Hắn vừa đến đã có người tỏ tình với Nạp Lan Ca, đây là sự trùng hợp thôi sao? Theo hắn thấy thì không phải trùng hợp. Rõ ràng là có người đang nhắm vào hắn. Là ai? Không cần hỏi nhiều, chỉ có một người, đó chính là nhà họ Nam luôn có thủ với hắn, mà Nam Huyền kia chính là người nhà họ Nam. Diệp Quân hơi nheo mắt, nhẹ giọng nói, có lẽ Mộ Bạch đã bị người khác lợi dụng để thăm dò mình, hoặc là đang tính kế hại mình, Nam Huyền. Vừa nói, ánh mắt hắn trở nên lạnh tanh. Không có ý hãm hại người khác, nhưng chắc chắn phải đề phòng người khác hại mình. Diệp Quân nói, Tháp Gia, người có tâm pháp tu luyện nào tốt không? Ta muốn vượt cảnh giới thông u. Thông u. Bây giờ hắn không thiếu tiền, nhưng lại thiếu công pháp, muốn đột phá cảnh giới cao hơn thì phải có công pháp tốt hơn. Tiểu Tháp nói, công pháp thì có, nhưng không thích hợp với người bây giờ. À không. Phải nói là không thích hợp với nơi này. Diệp Quân nhíu mày, tại sao? Tiểu Tháp bình tĩnh đáp, bởi vì quá nghịch thiên, linh khí của nơi này không xứng với phương pháp tu luyện đó. Diệp Quân sững sờ. Tiểu Tháp nói tiếp, hãy nâng cao thực lực trước đã, đợi ngươi đến thượng giới là được thôi. Diệp Quân im lặng một lúc rồi nói, vậy ta chỉ có thể tự mình tìm cách thôi. Tiểu Tháp đáp, ừ. Diệp Quân đứng dậy rời đi. Phải tìm công pháp tốt, nếu thật sự không thể tốt hơn được nữa thì chỉ có thể dùng những công pháp cấp địa mà Tư Thanh đã giao cho hắn mà thôi. Nhưng hắn muốn luyện cấp thiên. Công pháp càng tốt thì tu luyện càng nhanh, chất lượng huyền khí cũng càng mạnh. Ngoài ra, hắn cũng phải đi gặp Nam Tỷ. Điều hắn sợ là nếu đối phương không đấu lại nổi hắn thì sẽ nhắm vào Nam Tỷ. Trong tiểu tháp, giọng nói bí ẩn vang lên, vũ trụ quan huyền pháp kia không được sao. Tiểu Tháp bình tĩnh đáp, nếu bây giờ hắn tu luyện công pháp này thì sẽ mang đến cho hắn vô số phiền phức, hơn nữa linh khí ở đây không thể để hắn tu luyện công pháp số 1 trong vũ trụ này. Giọng nói bí ẩn đáp, khi nào ngươi mới định nói cho hắn biết đang có vô số tài sản đang chờ hắn thừa kế. Tiểu Tháp đáp, không vội. Trên đỉnh núi, một thanh niên mặc áo trắng ngồi trên mặt đất, hai tay chắp trước ngực, xung quanh toát ra khí tức mạnh mẽ. Người này chính là Nam Huyền, một trong 3 thiên tài của thư viện. Lúc này, một ông lão đi tới trước mặt người thanh niên. Lão già này chính là Khưu trưởng lão của viện chấp pháp. Nam Huyền mở mắt, cười nói, Khưu trưởng lão. Khưu trưởng lão bình tĩnh nói, cậu ta đang ở cảnh giới vạn pháp, nhưng mạnh hơn rất nhiều so với cảnh giới vạn pháp bình thường. Hơn nữa cậu ta còn giỏi mưu lược, cậu ta dùng kế khiến Mộ Bạch ra tay trước để biến mình thành phòng vệ chính đáng. Nghe đến đây, sắc mặt của hắn ta sa sầm lại. Thất bại ở núi Bán Thanh thật sự khiến hắn vô cùng mất mặt. Nam Huyền nói, ở dãy núi Nam Sơn từng xuất hiện một con yêu thú cấp đế. Khưu trưởng lão khẽ nhíu mày, ta từng nghe nói đến chuyện này, sao thế, có liên quan đến người này sao? Nam Huyền gật đầu, tỷ tỷ của ta là Nam Thanh Việt đã chết ở đó.
Lúc đó năm người bọn họ cùng một cảnh giới, nhưng cuối cùng, tỷ tỷ của ta và thiếu gia nhà họ Trịnh là Trịnh Lâm đã chết, ba người còn lại sống sót. Nhưng theo ta được biết, nhà họ Tư đã lấy được một mỏ linh mạch, hơn nữa còn là linh mạch cực phẩm. Linh mạch cực phẩm. Khưu trưởng lão kinh ngạc. Nam Huyền nói tiếp, gián điệp của bọn ta báo cáo rằng nơi đó không chỉ có linh mạch mà còn có địa mạch. Địa mạch. Sắc mặt Khưu trưởng lão chợt thay đổi, ý của ngươi là, địa mạch. Nam Huyền nhẹ giọng nói, ngoại trừ địa mạch, nhất định còn có bảo vật khác, ví dụ như linh tinh cực phẩm và kim tinh. Thậm chí còn có những thứ tốt khác. Khưu trưởng lão trầm giọng nói, bây giờ cậu ta được phí đạo sư bảo vệ, chúng ta không thể đụng vào cậu ta. Nam Huyền cười nói, chẳng phải Tôn Hùng luôn theo đuổi Nạp Lan Ca sao? Khưu trưởng lão hơi nheo mắt, người muốn khiêu khích hai người bọn họ giết hại lẫn nhau ư. Nam Huyền gật đầu, không cần chúng ta khiêu khích, Tôn Hùng kia sẽ tự gây phiền phức cho hắn. Nhưng chúng ta phải thêm vào một mồi lửa. Khưu trưởng lão trầm giọng nói, thêm thế nào? Nam Huyền cười nói, rất đơn giản, chỉ cần nói Diệp Quân công tử và Nạp Lan cô nương cùng sống trên một ngọn núi. Khưu trưởng lão nhíu mày, đơn giản vậy sao? Nam Huyền cười lớn, Khưu trưởng lão, ông không hiểu đâu, trong mắt người đàn ông không thể có một hạt cát, một khi tin tức này truyền ra ngoài, nhất định sẽ có tin đồn thất thiệt, cuối cùng sẽ biến thành Diệp Quân công tử và Nạp Lan cô nương sống chung với nhau rồi. Đến lúc đó, sao Tôn Hùng có thể chịu nổi? Khưu trưởng lão cười, tin đồn có thể giết người. Nam Huyền gật đầu, đừng để người của chúng ta lan truyền tin đồn này, hãy để người khác làm. Khưu trưởng lão gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Nam Huyền chậm rãi nhắm mắt lại, tỷ yên tâm, ta không chỉ khiến hắn đền mạng, mà còn khiến toàn bộ gia tộc họ Diệp phải đền mạng cho tỷ. Diệp Quân đến tìm Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân, người muốn luyện công pháp cấp thiên ư. Diệp Quân gật đầu. Phí Bán Thanh lắc đầu đáp, chuyện này ta không giúp nổi ngươi. Diệp Quân không hiểu, tại sao? Phí Bán Thanh bình tĩnh nói thật cho ngươi biết, trong thư viện chỉ có 3 quyển công pháp cấp thiên, đều ở kinh các, người bình thường không được phép xem. Diệp Quân do dự một lúc rồi nói, đạo sư, người tu luyện công pháp gì? Phí Bán Thanh bình tĩnh nói, ta thật sự tu luyện công pháp cấp thiên, nhưng trong thư viện có quy định, không được truyền lại cho học sinh muốn có công pháp cấp thiên thì phải dùng đủ học phần để đổi. Diệp Quân nhíu mày, học phần. Phí Bán Thanh gật đầu, có 2 cách để có được học phần, thứ nhất là hoàn thành một số nhiệm vụ do thư viện đưa ra, ví dụ như truy sát một số người bị thư viện truy nã, hoặc lập công lớn cho thư viện. Nếu ngươi dựa vào phương pháp này để lấy công pháp cấp thiên thì phải dùng ít nhất 10 năm. 10 năm. Diệp Quân lắc đầu, đổi phương pháp khác đi. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân, đi cướp. Diệp Quân do dự rồi nói, người giữ sách mạnh không? Phí Bán Thanh gõ vào đầu Diệp Quân, trừng mắt nói, người định đi cướp thật sao? Diệp Quân mỉm cười giễu cợt. Phí Bán Thanh nói, người đừng làm bừa, việc đi cướp kinh các, đừng nói là ta. Mà ngay cả viện trưởng cũng không bảo vệ nổi ngươi đâu. Diệp Quân cảm thấy đau đầu. Lẽ nào thật sự phải dùng công pháp cấp địa sao? Phí Bán Thanh nói, đi, ta dẫn ngươi đến một nơi. Nói xong, bà ấy dẫn Diệp Quân rời khỏi đại điện. Một lúc sau, hai người đã đến trước một tòa thành cổ. Tòa thành này tên Huyền Thành, tọa lạc dưới chân núi Thư viện Quan Huyên, vô cùng phồn hoa. Phí Bán Thanh dẫn Diệp Quân đi về phía xa. Diệp Quân nhìn hai bên đường phố tấp nập người qua lại, tò mò, đạo sư, chúng ta đi đâu vậy? Phí Bán Thanh nói, đến Tiên Bảo Các. Tiên Bảo Các? Diệp Quân hỏi, là thương hội lớn nhất Nam Châu sao? Phí Bán Thanh gật đầu. Diệp Quân định nói tiếp nhưng hai người đã đến nơi. Vừa đến cổng Tiên Bảo Các, một ông lão mặc áo xám đã đi ra nghênh đón, cười nói, Phí đạo sư. Sao hôm nay bà lại rảnh rỗi đến Tiên Bảo Các vậy? Phí Bán Thanh nói, mua quyển công pháp cấp thiên. Ông lão áo xám sững sờ, sau đó nói, vào trong rồi nói. Diệp Quân nhìn Phí Bán Thanh với vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ đạo sư lại dẫn hắn đi mua công pháp. Trong một căn phòng, ông lão áo xám nhìn Phí Bán Thanh, Phí đạo sư, một quyển công pháp cấp thiên cần ít nhất 50.000 kim tinh. Đây là cái giá thấp nhất rồi.
50.000 kim tinh. Sắc mặt Diệp Quân chợt thay đổi, trên người hắn bây giờ còn không có nổi 10.000 kim tinh. Mà quyền công pháp cấp thiên này lại tốn đến 50.000. Nghèo thật. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác này. Lúc này, Phí Bán Thanh lấy ra một chiếc nhẫn không gian đưa cho ông lão, đây. Ông lão áo xám vội vàng lấy chiếc nhẫn, nói, xin đợi chút. Nói xong ông lão quay người rời đi. Diệp Quân nhìn Phí Bán Thanh, đạo sư, ta. Phí Bán Thanh bình tĩnh nói, chút tiền thôi mà. Diệp Quân nghi ngờ, thật sao? Phí Bán Thanh bình tĩnh nói, dù sao ta cũng là đạo sư của Thư viện Quan Huyên, tham ô chút là có thể kiếm lại thôi. Diệp Quân. Lúc này, ông lão áo xám đi tới, đưa một quyển trục màu đen đến trước mặt Phí Bán Thanh, bà ấy liếc nhìn rồi đưa luôn cho Diệp Quân, đi thôi. Nói xong, bà ấy đứng lên rời đi. Diệp Quân do dự một hồi rồi cũng đứng dậy, lúc rời đi, hắn quay đầu lại nhìn. Cách đó không xa, có một bức chân dung của một người phụ nữ trên tường. Người phụ nữ đó để tóc ngắn, trên người mặc áo ngắn tay, bên dưới mặc váy, đeo một chiếc túi nhỏ ở eo. Diệp Quân nhìn người phụ nữ rồi bước đến gần, nhẹ nhàng vuốt ve bức chân dung. Lúc này, ông lão áo xám và Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân, hắn nhẹ giọng nói, tiền bối, đây là ai? Ông lão áo xám cười nói, là người sáng lập Tiên Bảo Các. Diệp Quân hỏi tiếp, nàng ấy tên gì? Ông lão áo xám nói, Tần Quan. Tần Quan. Diệp Quân nhìn người phụ nữ, cảm thấy hơi hoảng hốt. Trong tòa tháp nhỏ, tiểu tháp nói, may là chưa đưa cái túi nhỏ kia cho hắn. Giọng nói bí ẩn nói, người định lúc nào cho hắn? Tiểu tháp nói, ngay từ đầu ta đã định đưa cho hắn. Nhưng nghĩ đến cha hắn, vẫn nên đợi thêm đã. Để hắn chịu khổ chút cũng không sao. Lão chủ nhân từng nói con trai phải nuôi dưỡng cực khổ chút. Giọng nói bí ẩn. Trong phòng, ông lão mặc đồ xám và Phí Bán Thanh đều đang nhìn Diệp Quân. Ánh mắt hai người hiện lên vẻ ngờ vực. Lúc này Phí Bán Thanh đi đến bên cạnh Diệp Quân, bà ấy kéo Diệp Quân khẽ nói, sao thế? Nghe thế Diệp Quân lập tức thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, không có gì, chỉ là ta có cảm giác như từng quen biết. Dứt lời, hắn lắc đầu cười nói, đi thôi. Nói xong, hắn bước ra ngoài. Phí Bán Thanh nhìn bức chân dung trên tường, sau đó cũng đi theo. Trên đường đi, Diệp Quân nhìn công pháp tu luyện cấp thiên trong tay, đạo sư. Phí Bán Thanh bình tĩnh nói, ta đã nói rồi, chút tiền thôi mà. Diệp Quân do dự một chốc, sau đó xòe bàn tay ra, một thứ màu đen xuất hiện trước mặt Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh mở hộp ra xem, bên trong là một viên nội đan yêu thú cấp thiên. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân, làm gì đây? Không muốn nợ ơn ta à? Diệp Quân vội nói, ta chỉ cảm thấy hơi ngại thôi. Phí Bán Thanh lắc đầu, ngươi là học sinh của ta, ta đưa công pháp tu luyện cho ngươi, đây là điều hiển nhiên. Hơn nữa ngươi đã từng nói muốn giúp thư viện lấy được hạng nhất trong cuộc tỷ võ nên ngươi không cần cảm thấy nợ ta gì cả. Diệp Quân định nói gì đó nhưng Phí Bán Thanh lại xoay người biến mất. Diệp Quân nhất thời không biết làm sao. Sau khi về đến thư viện, Diệp Quân đang định bắt đầu tu luyện thì đúng lúc này một chàng trai chặn hắn lại. Chàng trai này có dáng người vạm vỡ, mặc một bộ đồ vừa sát cơ thể màu đen, cơ bắp cuồn cuộn, tràn đầy sức mạnh bùng nổ. Gã liếc nhìn Diệp Quân, ngươi là vị hôn phu của Nạp Lan cô nương à? Diệp Quân gật đầu, ngươi là. Chàng trai nhìn Diệp Quân, Tôn Hùng. Tôn Hùng, một trong ba thiên tài. Diệp Quân nhìn Tôn Hùng, có việc gì hả? Tôn Hùng cười nói, lên đài sinh tử. Lên đài sinh tử. Diệp Quân bình tĩnh nói, được thôi. Tôn Hùng bật cười, chưa kể những cái khác, ngươi quả thật có gan lắm. Đi thôi. Nói rồi gã xoay người đi về phía đằng xa. Đầu ngón chân Diệp Quân nhún lên rồi bay lên trời, sau đó đi sang đó. Nguyên nhân? Hắn không hỏi. Tại sao? Không cần thiết. Ngươi muốn đánh thì đánh thôi. Không lâu sau, Diệp Quân đi theo lên một đỉnh núi. Trên đỉnh núi này có một võ đài được làm bằng đá xanh cực lớn, dài rộng hàng ngàn trượng, hai bên là vực sâu vạn trượng, mà xung quanh còn có các cột đá dài 10 trượng dựng đứng. Đài sinh tử. Trong thư viện Quan Huyên, nếu hai bên không thể giải quyết được mâu thuẫn thì có thể hẹn nhau lên đài sinh tử.
Một khi lên đài sinh tử thì sống chết đều nghe mệnh trời. Chuyện Diệp Quân và Tôn Hùng lên đài sinh tử lập tức được truyền đi khắp thư viện Quan Huyên, thế là chẳng mấy chốc đã có rất nhiều người tụ tập xung quanh đài sinh tử. Trên một bục cao nào đó, Phi Bán Thanh lẳng lặng nhìn Diệp Quân ở phía xa, bà ấy không ngăn cản. Tại sao lại ngăn cản hắn? Phong cách làm người của bà ấy là không gây chuyện nhưng không thể sợ hãi. Người khác đến khiêu chiến, nếu Diệp Quân không nhận lời khiêu chiến, bà ấy ngược lại sẽ xem thường hắn. Lúc này Lục Trầm xuất hiện bên cạnh Phí Bán Thanh, lão nhìn Diệp Quân, có người đang âm thầm khiêu khích đằng sau. Phí Bán Thanh bình tĩnh nói, ta biết. Lục Trầm nhìn Phí Bán Thanh, bà ấy nói, thôi kệ, tranh đấu của bọn trẻ thì để chúng tranh đấu đi. Lục Trầm gật đầu. Thư viện Quan Huyên không phải là đất thánh cửa Phật, nơi này cho phép tranh đấu, nếu không tranh đấu thì những học sinh này đều trở thành mọt sách, không có máu tanh thì thư viện Quan Huyên mới thật sự toang. Điều đáng nói là tất cả những người đứng đầu thư viện Quan Huyên trong quá khứ đều là những người chiến thắng trong cung đấu trước đó. Lúc này một ông lão xuất hiện. Người đến chính là Tống Tử. Tống Tử nhìn Diệp Quân ở đằng xa, vẻ mặt hơi phức tạp. Hôm đó Diệp Quân suýt nữa trở thành học sinh của ông ta, nhưng cuối cùng ông ta vẫn từ bỏ giao vị trí này cho Lý Xuyên nhà họ Lý. Ông ta không ngờ thiếu niên này vẫn đến thư viện Quan Huyên. Trên đài sinh tử ở đằng xa, Tôn Hùng nhìn Diệp Quân, ra tay đi. Diệp Quân gật đầu, hắn bỗng lao về trước, tốc độ cực kỳ nhanh như xé tan không khí. Tôn Hùng nheo mắt lại, tay phải siết chặt, một ngọn lửa bỗng ngưng tụ trong lòng bàn tay gã, ngay sau đó gã cũng lao về trước rồi tung cú đấm vào Diệp Quân. Bụp bụp, nhìn thấy quyền lửa lao đến, Diệp Quân nheo mắt, ngay lúc nắm đấm hai người sắp chạm nhau. Nắm đấm ở tay phải của Diệp Quân bỗng biến thành trưởng, sau đó đánh về phía cổ họng Tôn Hùng dọc theo cánh tay gã. Gần như cùng một lúc, nắm đấm của Tôn Hùng cũng đánh đến trước ngực Diệp Quân. Rắc, xoạt, hai người đều lùi về sau cùng một lúc. Thấy thế sắc mặt Lục Trầm đứng trên cột đá trở nên nghiêm nghị, cách đánh bạt mạng này là bà dạy nó sao? Phí Bán Thanh lắc đầu, bà ấy nhìn Diệp Quân, vẻ mặt cũng khá phức tạp. Tên này đúng là dám đùa giỡn với mạng sống. Trên đài sinh tử, Diệp Quân vẫn chưa lùi xuống, nôn ra máu nhưng sau đó hắn cố nén cảm giác khó chịu trong bụng, sau đó lao về phía trước giống như một con báo lao về phía Tôn Hùng. Lúc này Tôn Hùng trợn tròn hai mắt, tay phải sống chết bảo vệ cổ họng mình, thất khiếu của gã đang chảy máu. Gã cũng không ngờ chàng trai trước mặt này lại dùng cách đánh bạt mạng này. Sức của gã rất mạnh nhưng tốc độ của gã không đủ nên mới bị Diệp Quân đánh bị thương. Cổ họng bị va chạm mạnh khiến gã bị thương nặng, nhưng thấy Diệp Quân lao đến, ánh mắt gã lóe lên vẻ hung dữ. Mặc kệ cổ họng đang cực kỳ đau đớn lao đến trước, gã lần nữa dùng nắm đấm đánh Diệp Quân, lần này trên tay phải gã tỏa ra ngọn lửa hừng hực. Thấy Tôn Hùng liều mạng đánh đến, Diệp Quân lại bỗng thuận thế lăn sang bên phải, kéo giãn khoảng cách với Tôn Hùng. Vụt! Cú đấm của Tôn Hùng đánh vào trong không khí lập tức nổ tung vang lên tiếng nổ chói tai. Gần như trong thoáng chốc sắc mặt Tôn Hùng thay đổi, vì Diệp Quân đã lăn đến dưới chân gã. Tôn Hùng vừa định tung đòn thì Diệp Quân bỗng giơ chân quét ngang qua hai chân Tôn Hùng. Rầm! Tôn Hùng bị trúng đòn của Diệp Quân, cả người mất trọng lượng ngã xuống dưới, lúc này Diệp Quân bỗng nhảy lên đạp vào ngực gã. Rầm! Tôn Hùng ngã xuống đất. Miệng nôn ra máu. Sau đó Diệp Quân cúi người xuống, tay phải bóp chặt cổ Tôn Hùng. Diệp Quân! Đúng lúc này Tống Tử đứng trên bục đá bỗng lên tiếng. Khuôn mặt Phí Bán Thanh không cảm xúc nhìn Tống Tử. Lục Trầm nhìn Diệp Quân không nói gì. Diệp Quân từ tốn ngẩng đầu lên nhìn Tống Tử, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của Diệp Quân, Tống Tử do dự, sau đó vẫn nói có thể tha cho gã không? Diệp Quân bình tĩnh nói, được. Nói rồi hắn buông Tôn Hùng ra, đứng lên. Mọi người sửng sốt. Tống Tử cũng ngơ ngác, ông ta cũng không ngờ Diệp Quân lại đồng ý tha cho Tôn Hùng. Sau khi đứng lên, Diệp Quân lau máu trên khóe môi, sau đó đi sang một bên nhìn thẳng vào cột đá ở đằng xa trong ánh mắt của mọi người, nơi đó có một chàng trai mặc đồ trắng. Người này chính là Nam Huyền. Diệp Quân nhìn thẳng vào Nam Huyền, ta biết mọi chuyện đều là do ngươi đứng đằng sau thao túng. Nếu ngươi đã muốn ta chết đến vậy thì được, bây giờ ta cho ngươi cơ hội này. Nào,
xuống đài sinh tử đi, chúng ta quyết đấu một trận. Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt, sau đó đồng loạt nhìn Nam Huyền. Phí Bán Thanh nhìn Nam Huyền không nói gì. Nam Huyền nhìn chằm chằm Diệp Quân, một lúc sau gã bỗng bật cười nói, Diệp huynh, ta không biết ngươi đang nói. Lăn xuống đây. Diệp Quân tức giận hét lên, mẹ nó, bớt nói thừa cho ta, hôm nay phải cho ngươi biết tay, xuống đây chịu chết cho ta. Nghe thế sắc mặt Nam Huyền trở nên khó coi. Có thế nào hắn ta cũng không ngờ Diệp Quân sẽ đột nhiên gây khó với mình trước mặt mọi người. Nam Huyền biết Diệp Quân đang nghi ngờ chuyện Tôn Hùng là do hắn ta làm, nhưng hắn ta chắc chắn Diệp Quân không có chứng cứ. Nhưng tên này lại không cần chứng cứ đã khiêu chiến rồi. Lúc này Tống Tử ở một bên cũng nhìn Nam Huyền, ánh mắt ông ta lạnh như băng. Ông ta biết học sinh thiếu suy nghĩ này của mình bị lợi dụng. Lúc này Nam Huyền bỗng cười nói, Diệp huynh, giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì? Diệp Quân bỗng nói, ngươi sợ sao? Các học sinh xung quanh nhìn Nam Huyền, vẻ mặt trở nên quái lạ. Ánh mắt Nam Huyền dần trở nên lạnh lùng. Hắn ta biết nếu hôm nay không đáp lại lời khiêu chiến thì mất sạch danh tiếng. Ngay khi hắn ta định đáp lời, một ông lão bỗng xuất hiện bên cạnh Nam Huyền, ông ta chính là Tiêu Các. Một trong ba đại đạo sư. Tiêu Các liếc nhìn Diệp Quân, người muốn quyết đấu sinh tử, được thôi nhưng bọn ta sẽ không lợi dụng lúc người khác bất lợi. Một tháng sau, sau khi vết thương của ngươi đã hồi phục, hai người lại lên đài sinh tử. Nói rồi ông ta dẫn Nam Huyền biến mất. Thấy thế, sắc mặt Diệp Quân tối sầm lại. Một lúc sau, Diệp Quân xoay người đi về hướng khác. Lúc này Tôn Hùng nằm dưới đất bỗng khàn giọng nói, tại sao ngươi không giết ta? Diệp Quân nhìn Tôn Hùng, sau đó chỉ về phía bên phải, đó là vực thẳm vạn trượng, nếu ngươi cảm thấy thất bại quá mất mặt thì có thể nhảy xuống. Tôn Hùng nhìn chằm chằm Diệp Quân. Diệp Quân bình tĩnh nói, thất bại đáng sợ không? Không đáng sợ, bây giờ điều ngươi nên nghĩ là tại sao ngươi lại thua ta chứ không phải nghĩ đến sự nhục nhã. Đàn ông con trai có thể giãn, nếu không chịu được một lần thất bại thì còn xem là đàn ông gì chứ? Nói rồi hắn đi về phía xa, nhớ lấy, ngươi nợ ta một ơn nghĩa. Còn nữa đừng chỉ tu luyện thực lực, luyện đầu óc nhiều thêm đi, tránh để bị người khác lấy làm bia đỡ đạn. Tôn Hùng không nói gì, gã biết lần này mình bị người khác hãm hại. Các học viên xung quanh nhìn Diệp Quân rời đi, vẻ mặt ai nấy cũng đều khó tả. Không ngờ vị hôn phu của Nạp Lan Ca lại mạnh đến thế. Hơn nữa lại còn đẹp trai. Ánh mắt của một vài học viên nữ đã bắt đầu khác hẳn khi nhìn hắn. Phí Bán Thanh đứng trên cột đá nhìn Diệp Quân rời đi, đôi môi khẽ cong lên. Lục Trầm cười nói, tên nhóc này không tầm thường. Phí Bán Thanh gật đầu, cậu ta không giết Tôn Hùng là điều ta không ngờ. Lục Trầm gật đầu, Tôn Hùng khá ngốc nghếch, ừ, là đơn thuần. Nam Huyền lại cực kỳ thích dùng âm mưu, tính cách của Tiểu Ca lại quá hiền lành, ba người bọn nó dường như đều vô duyên với vị trí chủ tịch học viên rồi. Phí Bán Thanh nhìn Lục Trầm, người đó thì sao? Lục Trầm im lặng không nói. Thật ra Thư viện Quan Huyên không chỉ có ba thiên tài, còn một thiên tài bí ẩn nữa, người này đang được viện trưởng đích thân chỉ dạy. Lục Trầm khẽ nói, tên nhóc đó có can đảm, có mưu kế, tính cách cũng ổn nhưng thực lực lại. Phí Bán Thanh cong môi, ông nghĩ cậu ta chỉ đến thế thôi sao? Lục Trầm sửng sốt. Phí Bán Thanh bỗng nói, đi thôi, đến chỗ viện trưởng mượn chút tiền dùng, ta sắp không còn cơm mà ăn nữa rồi. Nói rồi bà ấy xoay người rời đi. Lục Trầm. Diệp Quân vừa về đến đại điện của mình thì nhìn thấy Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh bình tĩnh nói, nằm xuống. Diệp Quân sửng sốt. Phí Bán Thanh lại đè hắn xuống đất. Sau đó xé quần áo của hắn. Diệp Quân che bụng dưới, đạo sư, đừng dùng lực. Phí Bán Thanh. Bốp. Phí Bán Thanh bỗng đánh cái bốp lên đầu Diệp Quân, người đang nghĩ thứ quái quỷ gì vậy? Diệp Quân ngơ người, lấy làm lạ hỏi, không, không phải là song tu sao ạ? Phí Bán Thanh trừng mắt với Diệp Quân, sau đó bà ấy xé y phục của hắn. Lúc này trước ngực Diệp Quân có một quyền ấn màu đỏ thẫm, quyền ấn lan ra bốn phía. Da thịt đều đã nứt cả. Phí Bán Thanh lấy ra một chiếc bình bạch ngọc, sau đó mở nó ra. Tiếp đó, bà ấy nhẹ nhàng đổ lên quyền ấn đó, chẳng mấy chốc, chất lỏng màu xanh sẫm chậm rãi nhỏ lên ngực Diệp Quân.
mát lạnh sảng khoái. Đó là cảm giác của Diệp Quân. Hắn cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Cũng phải, chút thương tích này sao có thể dùng cách song tu để chữa trị được cơ chứ? Phi Bán Thanh trừng mắt nhìn Diệp Quân, huyền hỏa quyền của hắn vẫn chưa đạt đến mức thành thục. Nếu không quyền này có thể đánh xuyên cơ thể của ngươi, sau đó thiêu trụi ngũ tạng của ngươi thành cho bụi. Nói rồi bà ấy dừng lại một chút, lại nói, sao lại bất chấp tính mạng để đánh như vậy? Diệp Quân suy nghĩ rồi mới trả lời, có hai nguyên nhân. Thứ nhất, đó là cách trực tiếp đơn giản nhất. Thứ hai, mới bắt đầu hắn khinh thường ta, thế nên lúc đó ta dùng cách này chắc chắn có thể thành công, ta bị thương, hắn chết. Phí Bán Thanh im lặng. Diệp Quân bỗng thấy hơi thất vọng, vốn muốn giết chết Nam Huyền kia, đáng tiếc thật. Phí Bán Thanh khẽ an ủi, thiếu gì cơ hội. Diệp Quân nhìn Phí Bán Thanh, thư viện không cấm nội đấu sao? Phí Bán Thanh lắc đầu, nếu cấm nội đấu thì đồng nghĩa với tự phế võ công rồi. Đương nhiên, nội đấu này phải có chuẩn mực, nếu quá đáng thì đương nhiên bọn ta sẽ ngăn cản. Lần này, hắn lập kế để Tôn Hùng tới tìm ngươi, hắn làm rất gọn gàng, không để lộ kẽ hở nào, chỉ trách đầu óc tên Tôn Hùng kia quá ngây thơ. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân rồi nói, chị thương cho tốt rồi hãy tu luyện. Nói rồi bà ấy đứng dậy, như nhớ ra điều gì, bà ấy đột nhiên đá vào eo Diệp Quân, đầu óc đừng suy nghĩ mấy thứ linh tinh, ta là đạo sư của ngươi, hiểu chưa? Nói rồi, bà ấy quay người rời đi. Diệp Quân hơi xấu hổ. Hắn nghĩ lung tung rồi. Không nghĩ thêm nhiều, Diệp Quân ngồi dậy, hắn nhìn sơ qua phần ngực của mình, lúc này thương tích đã đỡ hơn rất nhiều. Điều này chứng minh rằng thuốc trị thương mà Phí Bán Thanh cho hắn không phải hạng xoàng. Diệp Quân hít sâu một hơi, sau đó lấy quyển công pháp cấp thiên kia ra. Hắn vừa mở ra, quyển công pháp cấp thiên kia đã hóa thành một tia sáng chui vào đầu hắn. Một chốc sau, Diệp Quân bắt đầu vận chuyển công pháp đó, rất nhanh, linh khí xung quanh lập tức chảy về phía hắn. Cảm nhận được điều này, Diệp Quân chợt nở nụ cười. Công pháp cấp thiên này đỉnh thật. Với tốc độ này, chưa đến một tháng hắn đã đột phá cảnh giới thông u rồi. Tựa như nhớ ra điều gì, Diệp Quân đột nhiên hỏi, tháp gia, ngươi thấy thiên phú của ta thế nào? Tiểu tháp thản nhiên trả lời, chẳng ra sao. Diệp Quân ngớ người. Tiểu tháp nói, ở một nơi rất xa, có người mới lên 10 đã đạt được đế cảnh trong truyền thuyết, bằng với hàng trăm con yêu thú cấp đế. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Quân dao động, xem ra ta đang là ếch ngồi đáy giếng rồi. Phải cố gắng thêm. Nói rồi hắn không nói thêm gì, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Trong tiểu tháp, giọng nói bí ẩn kia đột nhiên vang lên, thiên phú của hắn. Thật sự rất cao rồi mà. Tiểu tháp bình tĩnh trả lời, cha hắn năm xưa làm sao mà sa đọa. Chính là vì quá tự cao. Ngươi muốn hắn cũng tự cao vậy sao? Giọng nói bí ẩn kia im lặng. Tiểu tháp nói, thế giới này tuyệt đối không được xuất hiện thêm một Kháo Sơn Vương thứ hai. Giọng nói bí ẩn đáp, đúng vậy. Ở bên khác, một già một trẻ đứng trên một đỉnh núi. Chính là Tiêu Các và Nam Huyền. Tiêu Các nhìn Nam Huyền, không nói gì. Nam Huyền cũng trầm mặc không lên tiếng. Một lúc sau, Tiêu Các đột nhiên nói, hắn dám khiêu chiến con trong lúc đang bị thương, chỉ có một cách giải thích cho việc này, chính là hắn nắm chắc sẽ giết được con. Nam Huyền bình tĩnh trả lời, con cũng nắm chắc sẽ giết được hắn. Tiêu Các nói, con có thể đánh bại Tôn Hùng trong thời gian ngắn như thế không? Nam Huyền trầm lặng. Tiêu Các khẽ lắc đầu, chuyện ở dãy núi Nam Sơn, ta cũng đã nghe rồi. Con muốn báo thù, không có gì sai, nhưng con đã quá vội vàng. Hơn nữa, lần này con không những để lộ bản thân mà còn rước thêm một kẻ thù là Tôn Hùng cho mình. Hay! Tay phải Nam Huyền từ từ siết chặt, không nói gì. Tiêu Các bỗng dưng xòe tay. Một quyển trục xuất hiện trước mặt Nam Huyền. Hắn ta kinh ngạc, đây là... Tiêu Các bình thản nói, mở ra. Nam Huyền mở ra, một giây sau, sắc mặt hắn bỗng thay đổi, huyền kỹ cấp thiên. Tiêu Các gật đầu. Nam Huyền lập tức gặp người bái Tiêu Các, học trò cảm tạ sư phụ. Tiêu Các nói, ta đưa con đến một nơi để tu luyện. Nói rồi ông ta đưa Nam Huyền biến mất. Trong điện, Diệp Quân... Tiếng gọi bên ngoài điện khiến Diệp Quân bừng tỉnh. Diệp Quân quay đầu nhìn, thấy một cô gái đang đứng ngoài kia cười với hắn.
Cô gái mặc váy liền màu đen, gương mặt đẹp như tranh vẽ, duyên dáng yêu kiều, hai tay chắp sau lưng, có phần hoạt bát. Nhìn thấy cô gái này, Diệp Quân vội đứng lên, sau đó đi về phía cô gái. Lúc tới gần cô gái, hắn không kiêng dè gì, khẽ ôm cô ấy, cười nói, Nam tỷ. Diệp Nam, con gái của Diệp Tiêu. Diệp Nam trừng mắt với Diệp Quân, sao đến cũng lâu rồi mà đệ cũng không tới tìm ta vậy. Diệp Quân cười nịnh, đệ sai rồi mà. Diệp Nam đột nhiên kiếng chân để so sánh, sau đó cười nói, bây giờ đệ cao hơn ta rồi. Diệp Quân cười hỏi, Nam tỷ ở thư viện Quan Huyên ổn không? Diệp Nam gật đầu, ở đây tốt lắm, chỉ hơi nhớ nhà chút thôi. Phải đợi đến kỳ nghỉ mỗi năm một lần để về thăm nhà. Nói rồi cô ấy nhìn Diệp Quân cười nói, gặp được đệ thật vui. Diệp Quân quan sát Diệp Nam, sau đó hỏi, cảnh giới chân pháp. Diệp Nam gật đầu, đúng vậy. Diệp Quân nhìn quanh bốn phía rồi đưa cho Diệp Nam một chiếc nhẫn không gian. Cô ấy nhìn nó rồi chợt kinh ngạc hỏi, kim tinh. Diệp Quân gật đầu, 2000 viên, tỷ giữ lại dùng nhé. Diệp Nam lắc đầu, cái này quý giá quá. Hắn cười bảo, có số kim tinh này, chẳng bao lâu nữa tỷ sẽ đạt đến cảnh giới vạn pháp. Diệp Nam vẫn còn hơi chần chừ. Diệp Quân tỏ thái độ, Nam tỷ, từ bao giờ ta và tỷ lại xa cách thế này? Diệp Nam liếc hắn một cái rồi nói, vậy được. Nói rồi cô ấy cất nhẫn không gian đi. Diệp Nam nhìn quanh bốn phía rồi phấn khích nói, không ngờ đệ lại trở thành học trò của Phí đạo sư, còn có cung điện riêng nữa chứ. Thật khiến người ta ngưỡng mộ. Diệp Quân cười nói, nếu tỷ thích thì cũng có thể ở lại đây. Diệp Nam lắc đầu, không thể phá hủy quy tắc được. Nói rồi, cô ấy đột nhiên lấy ra một chiếc giỏ đưa cho Diệp Quân. Hắn ngẩn ra, đây là... Diệp Nam cười nói, để mở ra xem thử đi. Diệp Quân mở ra, trong giỏ là một con gà nướng thơm phương phức. Thấy nó, hắn bỗng vui sướng quá đỗi. Diệp Nam cười, đây là món đệ thích nhất đấy. Diệp Quân ngồi hẳn xuống, bắt đầu ăn. Người tu luyện có thể không cần ăn, đương nhiên, đó là những người tu luyện đỉnh cao, còn như bọn họ thì vẫn phải ăn. Không ăn á? Vớ vẩn. Cơ thể ngươi cần dinh dưỡng. Không những phải ăn, mà còn phải ăn ngon nữa. Nếu điều kiện cho phép thì hắn còn muốn ăn cả thịt rồng. Nghĩ đến đây, Diệp Quân thầm hỏi, tháp gia, người thấy rồng bao giờ chưa? Tiểu tháp trả lời, thấy rồi. Diệp Quân ngưỡng mộ, tháp gia, ngưỡng mộ ngươi thật đấy, cái gì ngươi cũng từng được gặp hết. Ngươi thật lợi hại. Tiểu tháp cạn lời. Diệp Nam sửa lại váy rồi ngồi xuống, cô ấy cứ vậy nhìn Diệp Quân ăn. Vì Diệp Quân là con nuôi nên lúc nhỏ người ở bên cạnh hắn nhiều nhất chính là cô ấy. Cũng vì vậy mà tình cảm hai tỷ đệ rất tốt. Lúc nhỏ, nhiều lần cô ấy gây chuyện, Diệp Quân đều đứng ra chịu đòn. Còn cô ấy chỉ việc lén nấu ăn cho Diệp Quân đang chịu phạt là được rồi. Diệp Quân đột nhiên nhìn Diệp Nam, Nam tỷ, tỷ không ăn à? Diệp Nam lắc đầu, để ăn đi. Diệp Quân cười tâu toét, há miệng gặm đùi gà. Diệp Nam bỗng cười hỏi, lúc trước trên đài sinh tử, đệ thật lợi hại đó, đệ biết không? Nhiều tỷ muội của ta đều sinh lòng mến mộ đệ đấy. Diệp Quân lắc đầu cười, hắn đang liều mạng chứ không phải đang tỏ vẻ ngầu. Diệp Nam cười nói, đệ với Nạp Lan Ca phát triển đến đâu rồi? Có ở cùng phòng chưa? Diệp Quân đen mặt, bọn đệ trong sáng mà. Diệp Nam liếc hắn, trong sáng trong tối gì, nhóc con đệ phải to gan lên một chút. Ta nói cho đệ biết, lúc con gái ở cùng với chàng trai mình thích, cô ấy rất mong chàng trai có thể không đứng đắn một chút đó, biết chưa? Diệp Quân cảm thấy cạn lời. Nhìn Diệp Quân á khẩu, Diệp Nam lắc đầu cười, đầu gỗ. Nói rồi cô ấy cầm giỏ lên, sau đó nói, sau này rảnh rỗi ta sẽ nấu đồ ngon cho đệ, ta đi đây. Diệp Quân đột nhiên nói, Nam tỷ, tỷ phải cẩn thận chút đấy. Diệp Nam nhìn hắn. Hắn trầm giọng nói tóm lại là cứ cẩn thận chút. Diệp Nam gật đầu, được. Nói xong, cô ấy xách giỏ đi. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống, hắn đứng bật dậy đi tìm Phí Bán Thanh. Cẩn tắc vô ái náy. Lúc kẻ địch không đấu lại được hắn thì có khả năng chúng sẽ đối phó với người thân của hắn, sau đó lấy người thân để uy hiếp hắn. Hắn phải ngăn chặn hành vi bỉ ổi này.
Chẳng bao lâu sau, Diệp Quân đã tìm được Phí Bán Thanh. Biết được mục đích tới của Diệp Quân, Phí Bán Thanh bình tĩnh nói, người yên tâm, không ai dám giết người bừa bãi ở trong thư viện đâu. Diệp Quân im lặng. Trước đây hắn đã từng làm việc kiểu này. Phí Bán Thanh lắc đầu, ta sẽ bảo đạo sư ngoại viện đặc biệt quan tâm tỉ tỉ của ngươi, còn nữa ta sẽ cho nó một tấm truyền âm phù, nếu có nguy hiểm, ta sẽ đích thân đến cứu. Diệp Quân cúi sâu người hành lễ, cảm tạ đạo sư. Phí Bán Thanh đột nhiên nói, ta vừa nhận được tin Nam Huyền với đạo sư của hắn tới tháp thí luyện rồi. Diệp Quân cau mày, tháp thí luyện. Phí Bán Thanh gật đầu, trong thư viện có tất cả 9 tháp thí luyện, là nơi chuyên dùng để tu luyện. Mỗi tháp có 9 tầng, càng lên trên càng khó, nếu có thể lên đến tầng 9 sẽ có phần thưởng đặc biệt. Diệp Quân khá tò mò, thưởng gì ạ? Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân, không biết. Hắn sững sờ. Phí Bán Thanh lắc đầu, cái tháp này chỉ cho người dưới 20 tuổi lịch luyện, quá tuổi thì không được. Những tháp này do các cường giả của Tổng viện xây dựng cho bọn ta khi thành lập Thư viện Nam Châu năm xưa, thế nên có phần thưởng gì thì bọn ta cũng không biết. Diệp Quân chợt nói, ta có thể đi thử. Phí Bán Thanh nói, vào tháp có thu phí tử tinh cực phẩm, người tự chi. Diệp Quân gật đầu, được. Nói xong, hắn do dự một lát rồi hỏi, đạo sư, người có thiếu tiền không? Ta vẫn còn ít. Phí Bán Thanh xua tay, thấy phiền nói, thiếu cái đầu ngươi. Ta thiếu gì tiền, ngươi mau đi tháp thí luyện đi. Diệp Quân. Diệp Quân đang định đi thì Phí Bán Thanh lại nói, đợi đã. Diệp Quân quay người nhìn Phí Bán Thanh, bà ấy nhìn hắn, nhớ kỹ, ngươi và Nam Huyền đã hẹn nhau lên đài sinh tử vào một tháng sau. Một tháng là một tháng, đừng giết hắn vào thời gian này, nếu không ngươi sẽ phá hoại quy củ, rất phiền phức. Diệp Quân trầm lặng, lòng thầm kinh ngạc. Hắn không ngờ người phụ nữ này lại đọc thấu suy nghĩ trong lòng mình. Thật ra hắn thật sự định lén đi giết Nam Huyền. Hắn thích kiểu có thù thì báo ngay tắp lự. Phí Bán Thanh khẽ than, kẻ mạnh đúng là có thể tùy hứng, nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điều, bây giờ ngươi đang ở trong thư viện. Đồng thời còn chưa phải là vô địch, nếu ngươi không biết giữ quy tắc thì sẽ bị tất cả những người ở trên bắt tay đàn áp. Diệp Quân gật đầu, ta hiểu rồi. Phí Bán Thanh mỉm cười, đi đi. Diệp Quân khẽ hành lễ rồi quay người đi. Phí Bán Thanh lắc đầu, đồ đệ này cái gì cũng được, chỉ là sát phạt quá quả quyết, nhiều lúc hành động hơi thiếu suy nghĩ một chút. Đương nhiên, đây cũng là điểm bà ấy thích. Vì năm xưa bà ấy cũng vậy. Nghĩ đến đây. Bà ấy lắc đầu, bây giờ bà ấy đã hiểu vì sao ngày xưa sư phụ của mình lại nhọc lòng đến vậy rồi. Có một học trò cứng đầu cứng cổ, đúng là đau đầu. Tháp thí luyện được xây trên núi thí luyện ở phía nam thư viện. Núi thí luyện rất lớn, rộng mấy trăm dặm, có tất thảy 9 đỉnh, mỗi đỉnh có một tháp thí luyện. Những tháp thí luyện này chính là nơi để các học sinh của thư viện Quan Huyên tu luyện. Thông qua một trận pháp dịch chuyển. Diệp Quân được đưa đến một trong các tháp thí luyện, nhìn tháp thí luyện ở đằng xa, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Đừng nói chứ thật sự hắn đang ngứa ngáy cả người muốn chiến đấu. Chỉ có chiến đấu mới không ngừng kích thích giới hạn của con người. Sau trận chiến với Tôn Hùng, hắn đã phát hiện ra được điểm yếu của đối phương, đó chính là gã thiếu kinh nghiệm chiến đấu sinh tử. Đệ tử của mấy gia tộc lớn thực thụ này có gia cảnh cực tốt và rất nhiều tài nguyên tu luyện. Đây là ưu điểm cũng là nhược điểm của bọn họ. Vì bọn họ quá ham sống, lúc gặp phải kẻ bạt mạng thì chắc chắn họ sẽ dễ chịu thiệt. Điều này cũng dễ hiểu, cậu ấm cô chiêu sao có thể liều mạng với một tên giang hồ còn con. Tàn nhẫn, lăn lộn ở thành hoang cổ bao nhiêu năm qua, hắn đã hiểu rõ một điều, bước vào cuộc chiến, nhất định phải tàn nhẫn. Nếu ngươi không tàn nhẫn thì chỉ có đường chết. Diệp Quân tới trước tháp thí luyện. Một ông lão đứng trước cửa tháp. Thấy Diệp Quân, ông lão nhìn hắn rồi nói, một canh giờ, 100 viên tử tinh. Diệp Quân gật đầu, lấy 200 viên tử tinh đưa cho ông lão. Ông lão thu nhẫn không gian rồi dặn dò, nhớ ra sau 2 canh giờ. Diệp Quân khẽ hành lễ, tiền bối, trong vòng 2 canh giờ, ta có thể tùy ý tới tầng nào cũng được sao? Ông lão nhìn Diệp Quân chằm chằm, đúng vậy. Với điều kiện ngươi có thực lực để làm điều đó. Diệp Quân cười mỉm, ta hiểu rồi. Nói rồi hắn đi vào trong tháp. Vừa vào tầng đầu tiên,
hắn đã bị dịch chuyển đến một không gian hư vô, trước mặt hắn là một ảo ảnh tay cầm trường kiếm. Diệp Quân sửng sốt, đây là kiếm tu sao? Lúc này, ảo ảnh đột nhiên xông lên trước, giơ kiếm đâm Diệp Quân. Tốc độ nhanh như gió. Diệp Quân hơi nheo mắt, khẽ lách người, thanh kiếm kia sượt qua trán hắn, dường như cùng lúc đó, chân hắn bỗng quét một đường. Ầm, ảo ảnh kia bị đẩy lùi, ngay sau đó, Diệp Quân xông lên trước, lên cùi chỏ vào cằm của ảo ảnh. Rắc, ảo ảnh bị đánh nát. Diệp Quân phất tay áo, vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai vẫn là một ảo ảnh. Lần này Diệp Quân chủ động ra tay, hắn xông tới trước, tốc độ nhanh hơn cả ảo ảnh. Ảo ảnh còn chưa kịp phản ứng thì ngực đã lĩnh trọn nắm đấm của hắn. Bịch, ảo ảnh nát tan. Diệp Quân đi đến tầng tiếp theo. Cứ vậy, Diệp Quân đi đến tầng thứ bảy. Lúc vào tầng thứ bảy, trước mặt hắn lại xuất hiện một ảo ảnh cầm kiếm, trầm lặng không nói gì. Diệp Quân nhìn ảo ảnh, đang định ra tay thì đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện vài tàn ảnh. Đồng tử Diệp Quân co lại, hắn vừa định nghiêng người thì một kiếm đã đâm vào vai phải của hắn. Trong lòng Diệp Quân hoảng hốt, vội thuận thế ngả người ra sau, cùng lúc đó, có đến mấy đường máu tươi phun ra từ cơ thể hắn. Diệp Quân lui vào một góc, máu tươi trên cơ thể và trên vai phải hắn cứ chảy mãi, chẳng mấy chốc y phục của hắn đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Diệp Quân nhìn ảo ảnh đó với vẻ mặt nghiêm trọng. Kiếm nhanh quá. Không hề có chiêu thức múa may nào. Đơn giản, trực tiếp. Lúc này, ảo ảnh đó bỗng nhiên hóa thành từng đường tàn ảnh bay về phía Diệp Quân. Diệp Quân híp mắt, hắn không xuất kiếm mà lách người, không ngừng tránh né. Chỉ tránh né, cũng không đánh trả. Cứ như vậy, ảo ảnh không ngừng truy kích, còn Diệp Quân không ngừng tránh né, tư thế tránh đòn của hắn trông cực thảm, lúc lăn lúc bò. Ban đầu, cơ thể hắn liên tục bị chém. Nhưng dần dần, ảo ảnh càng lúc càng khó làm hắn bị thương. Hắn đang làm quen với tốc độ của ảo ảnh. Sau đó mượn tốc độ của ảo ảnh để luyện năng lực né tránh của mình. Cứ như vậy, hai ngày trôi qua, đến ngày thứ ba Diệp Quân đã hoàn toàn quen được với tốc độ của đối phương, đồng thời nắm được đường đi nước bước của ảo ảnh. Đến khi ảo ảnh kia không thể làm hắn bị thương nữa, ngay lúc ảo ảnh kia đâm kiếm tới trước mặt hắn thì hắn đột nhiên xông về phía trước, nghiêng đầu, sau đó thuận thế đấm một quyền vào bụng ảo ảnh. Ảo ảnh lập tức tan biến. Diệp Quân thở ra một hơi dài, sau đó ngồi xếp bằng bắt đầu trị thương. Lúc này, toàn thân hắn đầy máu. Tốc độ của ảo ảnh này hoàn toàn vượt xa rất nhiều cường giả cảnh giới thông u, hơn nữa, chiêu kiếm rất đơn giản mà độc, người bình thường khó mà chống đỡ được. Điều đáng sợ nhất là ảo ảnh này chỉ theo đuổi một điều, đó chính là tốc độ. Khi tốc độ đạt đến một trình độ nào đó sẽ là một điều rất kinh khủng. Khoảng một canh giờ sau, vết thương trên người Diệp Quân dần dần hồi phục. Hắn thay một bộ y phục mới, sau đó nhìn một trận pháp dịch chuyển cách đó không xa, chỉ cần bước vào đó, hắn sẽ vào tầng thứ 8. Tầng thứ 8 chắc chắn sẽ càng đáng sợ hơn. Sợ? Không, hắn chỉ thấy phấn khích. Diệp Quân bước thẳng vào trận pháp dịch chuyển. Chớp mắt Diệp Quân đã đến một thế giới hư ảo, bốn bề thênh thang chẳng bờ bến. Ở một nơi không xa trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một ảo ảnh vẫn đang cầm một thanh kiếm. Ánh mắt Diệp Quân đề phòng, tay phải siết chặt. Ngay lúc này, ảo ảnh kia bỗng vung kiếm. Một đường kiếm quang bay đến. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Quân bỗng tái đi. Kiếm khí. Mẹ kiếp. Tên này lại có thể thi triển kiếm khí. Phải biết rằng, tuy bây giờ hắn là kiếm tu, nhưng hắn chỉ có thể phóng ra kiếm thế. Không thể nào thi triển kiếm khí được. Nhưng tên trước mặt lại có thể thi triển kiếm khí. Hơn nữa, tốc độ lại cực kỳ nhanh, chớp mắt đã gần tới trước mặt hắn. Nhanh gấp mấy lần tốc độ của ảo ảnh tầng thứ 7. Chết mất thôi. Diệp Quân không dám đối đầu trực diện với đường kiếm khí này, chỉ có thể thuận thế lách sang bên, thế mà lúc này ảo ảnh kia lại chém thêm một đường kiếm khí nữa. Đồng tử Diệp Quân rút lại. Lúc này hắn đã ngửi thấy mùi của cái chết rồi. Hắn không dám che giấu thực lực nữa. Lập tức lấy kiếm hành đạo ra. Vút! Kiếm hành đạo bay ra, chém vào đường kiếm khí kia. Kiếm khí nổ tung. Diệp Quân sửng sốt, dễ vậy sao? Lúc này,
thanh kiếm trên tay ảo ảnh ở đằng xa bỗng nhiên vùng khỏi tay ảo ảnh, sau đó bay tới trước mặt hắn, nó run rẩy kịch liệt. Khiếp sợ! Thần phục! Diệp Quân ngây người. Ảo ảnh ở đằng xa dường như cũng sững sờ. Diệp Quân nhìn thanh kiếm đang run rẩy với vẻ mặt ngơ ngác. Hắn lập tức nhìn kiếm hành đạo trong tay, thanh kiếm kia không sợ hắn, mà là sợ thanh kiếm này. Diệp Quân nuốt nước bọt, sau đó hỏi, tháp gia, nó đang sợ kiếm hành đạo, đúng không? Tiểu tháp nói, chắc vậy. Diệp Quân khó hiểu, tại sao? Tiểu tháp im lặng. Diệp Quân truy hỏi, tại sao vậy? Sau khi im lặng một lúc, tiểu tháp nói, chắc nó đánh mệt rồi, muốn nghỉ ấy mà. Diệp Quân đen mặt, tháp gia, đừng trả lời qua loa kiểu đó với ta được không? Tiểu tháp trả lời, thanh kiếm này của ngươi hơi đặc biệt, trước mắt thì chỉ có hai thanh kiếm khác là không sợ nó, còn những thanh khác khi gặp nó chỉ có nước thần phục, hoàn toàn không dám để lộ sự sắc bén của mình. Diệp Quân chớp mắt, theo ý của tháp gia thì nếu sau này khi gặp kiếm tu chẳng phải là ta vô địch à? Tiểu tháp, ta chỉ có thể nói rằng, có thể ngươi không đánh lại chủ nhân của thanh kiếm, nhưng thanh kiếm của ngươi chắc chắn sẽ đánh bại thanh kiếm của kẻ đó. Diệp Quân bỗng trở nên phấn khích, lợi hại thật. Tháp gia, vị tỷ tỷ váy trắng này từng là một đại kiếm tiên sao? Ta nghe nói thượng giới cũng không có kiếm tiên nữa mà. Im lặng một hồi, tiểu tháp đáp, đúng là đại kiếm tiên. Diệp Quân bật cười ha hả, ta có sư phụ là một vị đại kiếm tiên, tuyệt cú mèo. Ha ha! Nói đến đây, hắn như nhớ ra điều gì, vội hỏi, tháp gia, tỷ tỷ váy trắng có thể chém nát một đỉnh núi bằng một nhát kiếm không? Loại núi cao thật cao ấy. Tiểu tháp im lặng một lát rồi đáp, nếu dùng hết sức thì chắc là được. Nghe vậy Diệp Quân thấy càng phấn khích hơn. Nhưng rất nhanh, hắn cố gắng bình ổn tâm trạng lại, khiêm tốn, mình phải khiêm tốn. Tỷ tỷ váy trắng lợi hại chứ có phải mình lợi hại đâu, mình phải tiếp tục cố gắng, nỗ lực để một ngày nào đó nhanh nhất có thể trở thành kiếm tiên. Tiểu tháp nói, đúng vậy. Diệp Quân hít sâu vào một hơi. Lần này hắn lại có thêm mục tiêu. Kiếm tiên. Nhất định phải trở thành kiếm tiên. Lúc trở thành kiếm tiên, hắn sẽ quay về thành hoang cổ để thi triển một kiếm chém đổ núi cho mọi người hoa mắt chơi. Nói thật, hắn ngứa mắt cái ngọn núi hoang sau lưng thành hoang cổ từ lâu rồi. Trong tiểu tháp, giọng nói bí ẩn đột nhiên vang lên, thằng bé này. Có phải chúng ta hơi quá đáng rồi không? Tiểu tháp nhắc nhở, nhớ lại cha hắn đi. Giọng nói bí ẩn im lặng. Nói thật, không thể bồi dưỡng ra thêm một kháo sơn vương nữa. Một lát sau, Diệp Quân nhặt thanh kiếm dưới đất lên, hắn đi tới trước mặt ảo ảnh kia, sau đó đưa kiếm cho ảo ảnh, chúng ta đánh tiếp. Ảo ảnh không nói gì. Diệp Quân do dự một lát rồi đặt kiếm vào tay ảo ảnh, sau đó hắn giơ kiếm hành đạo lên, tiếp theo dùng huyền khí ngưng kết thành một thanh kiếm nữa. Lúc này, ảo ảnh đột nhiên vung kiếm lên chém ra một đường kiếm khí. Diệp Quân hơi nheo mắt, xông lên trước, giơ kiếm đâm tới. Đối đầu trực diện với đường kiếm khí đó. Kiếm khí không vỡ, Diệp Quân liên tiếp lùi về sau, bấy giờ ảo ảnh lại mạnh mẽ xông lên, chớp mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên ngay trước mặt Diệp Quân. Trong mắt Diệp Quân lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, lần này hắn không xuất chiêu mà tiếp tục tránh né. Vì hắn biết, hắn ra tay sẽ không thể đánh lại đối phương, người ta có thể thi triển kiếm khí, hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn hắn gấp mấy lần. Trong tình thế này, hắn hoàn toàn không có cơ hội ra tay. Thế nên hắn chỉ có thể tránh né. Làm quen với tốc độ của đối phương trước đã, tiện thể thăm dò rõ lối đánh của đối phương. Đương nhiên là hắn đang rất thảm. Thảm không thể tả được. Vì tính cho đến lúc này, hắn chẳng thể nào hoàn toàn tránh được đường kiếm của ảo ảnh kiếm tu. Chẳng mấy chốc, mình mẩy hắn đã nhuốm đầy máu. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên lấy kiếm hành đạo ra, đợi đã. Ảo ảnh kiếm tu kia dừng lại, vì kiếm của y lại đầu hàng nữa rồi. Diệp Quân run giọng nói, ta trị thương đã, trị xong chúng ta lại đánh tiếp. Nói xong hắn tịch thu luôn kiếm của ảo ảnh. Ảo ảnh. Trị thương. Diệp Quân nhìn vết kiếm chẳng chịt trên người, cả người hắn đều tê dại. Thảm quá. Tốc độ kiếm của ảo ảnh này thật sự quá kinh khủng. Đối phương chí ít cũng phải ở cảnh giới thần phách trong truyền thuyết. Cảnh giới thần phách chính là cảnh giới trên thông u,
linh hồn và thân xác dung hợp một cách hoàn hảo, có thể thi triển các loại tiểu thần thông. Cường giả ở cấp bậc này lúc nào cũng có thể dễ dàng làm dung chuyển cả một tòa thành nhỏ chỉ bằng một cái phất tay. Ảo ảnh kiếm tu này không thi triển thần thông nhưng kiếm khí kia cũng đã đáng sợ lắm rồi, nếu thi triển thì chắc chắn có thể dễ dàng hủy đi một dải tường thành. Ngoài ra, tốc độ của đối phương cũng cực kỳ khủng bố, nếu vừa rồi hắn không dừng lại kịp lúc, thì đến cơ hội chống đỡ cũng không có. Diệp Quân hít sâu một hơi, kéo kiếm của ảo ảnh lại gần mình hơn một chút rồi mới chuyên tâm trị thương. Ảo ảnh. Cứ như vậy, hắn trị thương gần một giờ đồng hồ thì thương thế mới khỏi được 7-8 phần. Sau khi thương thế hồi phục, Diệp Quân lập tức đứng dậy, nhặt kiếm dưới đất lên trả cho ảo ảnh kia, chúng ta tiếp tục. Ảo ảnh không nói bất kỳ lời nào, trực tiếp xông lên, vung kiếm đâm về phía đầu Diệp Quân. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt đã tới. Diệp Quân vẫn không đánh trả, tiếp tục tránh né. Chẳng mấy chốc Diệp Quân lại thương tích đầy mình, thế nên hắn lại dở chiêu cũ, tịch thu kiếm của ảo ảnh, tiếp tục trị thương. Cứ như vậy, cỡ 10 ngày sau, sau vô số lần bị thương, hắn dần dần thích ứng với tốc độ của ảo ảnh. Không chỉ vậy, hắn cũng bắt đầu dần hiểu rõ cách đánh của ảo ảnh này. Ngoài ra, Diệp Quân cũng đang học hỏi từ ảo ảnh, học đối phương cách xuất chiêu và ứng biến. Lại qua thêm 5 ngày. Giữa hư không, ảo ảnh liên tục xuất kiếm, như cuồng phong bão tố, còn Diệp Quân thì lách trái luồn phải, mỗi một lần đều vừa hay tránh được chiêu kiếm của ảo ảnh. Cứ như vậy, đã kéo dài nửa canh giờ mà Diệp Quân không bị chém trúng một nhát nào. Đột nhiên, lúc ảo ảnh kia đâm trượt, một thanh khí kiếm bỗng xuất hiện trong tay Diệp Quân, sau đó ảo ảnh đang định rút kiếm lại thì thanh khí kiếm đã đâm ngay vào họng y. Vù! Ảo ảnh dần dần tan biến. Nhưng lần này, thanh kiếm kia không hề biến mất mà lại rơi trên đất. Diệp Quân nhặt thanh kiếm kia lên rồi xem xét một lượt, ít nhất cũng là một thanh kiếm cấp địa, được xem như là một thanh kiếm khá tốt rồi. Hắn cất thanh kiếm đi. Không vội lên tầng thứ 9 mà ngồi xếp bằng trên đất. Hắn của bây giờ mà gặp tôn hùng kia thì hoàn toàn không cần phải liều mình bị thương để giết đối phương nữa, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng đánh bại đối phương. Đương nhiên, không phải là hắn kiêu ngạo. Vì hắn biết, cuối cùng hắn có thể thắng được ảo ảnh này là vì ảo ảnh không phải người thật, nếu đối phương là người thật thì sẽ chẳng đời nào cho hắn cơ hội làm lại hết lần này đến lần khác. Tuy đây chỉ là một nơi để tu luyện, nhưng hắn biết mình đã ăn gian. Mà trong thực chiến, hắn chẳng có cơ hội để ăn gian kiểu này. Diệp Quân hít sâu vào một hơi, sau đó nhìn trận pháp dịch chuyển lên tầng thứ 9. Lần này, vẻ mặt của hắn vô cùng nặng nề. Tầng thứ 9 sẽ mạnh đến cỡ nào? Chắc chắn sẽ rất mạnh rất mạnh. Thậm chí có thể là cường giả đỉnh cấp trên cảnh giới thần phách nữa, mà cường giả cấp bậc đó thì... Diệp Quân đột nhiên lắc đầu cười. Nếu không vào xem thử, mình có cam lòng. Nói rồi hắn bước vào trận pháp dịch chuyển. Trước mắt lóe sáng, Diệp Quân đến một vùng hư vô. Hắn nhìn ra thấy gần đó có một cánh cửa sáng, gần cánh cửa đó có một chàng trai đang ngồi xếp bằng. Chàng trai trông chỉ mới 16, 17, mặc một bộ y phục xanh nhạt, bên cạnh có một cây trường thương. Nhìn thấy Diệp Quân, chàng trai cũng hơi kinh ngạc. Y ở tầng thứ 9 đã từ rất lâu rồi. Mà từ đó đến nay, vẫn chưa ai đến được đây. Diệp Quân đột nhiên chắp tay chào chàng trai, hắn cười nói, tại hạ là Diệp Quân, huynh đài là. Chàng trai đánh giá Diệp Quân một lượt rồi đáp, Tiêu Qua. Diệp Quân đi tới trước mặt Tiêu Qua, hắn nhìn quanh bốn phía rồi hơi ngạc nhiên nói, Tiêu huynh, tại sao tầng thứ 9 lại không có ảo ảnh nữa? Tiêu Qua chỉ cánh cửa sáng kia, ngươi tới gõ đi, tên đó sẽ xuất hiện đó. Diệp Quân chớp mắt hỏi, hắn lợi hại không? Tiêu Qua nghiêm túc nói, không, ta thắng hắn vô số lần rồi. Diệp Quân nhìn Tiêu Qua rồi im lặng. Ta tin ngươi mới lạ. Tiêu Qua nháy mắt hỏi, Diệp huynh không đi thử à? Diệp Quân khẽ cười, được. Nói rồi, hắn bước tới trước cánh cửa sáng. Khóe miệng Tiêu Qua khẽ cong lên, nụ cười không mấy tốt đẹp. Diệp Quân gõ cửa. Tiêu Qua cười càng tươi. Nhưng ngay sau đó, nụ cười của y như đông cứng trên mặt, vì Diệp Quân gõ cửa xong thì xoay người bỏ chạy. Hắn chạy vô cùng nhanh, chớp mắt đã sắp mất hút khỏi tầm nhìn của y.
Sắc mặt Tiêu Qua chợt thay đổi, y định bỏ chạy, nhưng lúc này cánh cửa sáng đột nhiên mở ra, sau đó một chiếc rìu lớn bay vút ra ngoài. Tốc độ nhanh khủng khiếp. Nhanh như chớp vậy. Mục tiêu của chiếc rìu lớn này chính là Tiêu Qua. Nhìn thấy chiếc rìu lớn phóng tới, đồng tử Tiêu Qua co rút lại, không kịp chạy nữa rồi. Với tốc độ này y chỉ có thể đối đầu trực diện. Y lập tức cầm trường thương lên đâm về phía trước, thương mang bỗng bộc phát ra từ mũi thương. Ầm. Thương mang vỡ tan trong tích tắc, Tiêu Qua liên tục lui về sau đến mấy chục trượng. Y vừa dừng lại thì miệng đã phun ra một búng máu. Chiếc rìu lớn kia cũng không tiếp tục truy kích mà bay trở về trong cánh cửa sáng. Lúc này Diệp Quân chợt quay về, quan tâm hỏi, Tiêu huynh, huynh không sao chứ? Tiêu Qua nhìn Diệp Quân, không thèm trả lời. Diệp Quân nhìn cánh cửa sáng kia, chấn động nói, chiếc rìu này kỳ lạ quá. Nói thật đến giờ lòng hắn còn thấy sợ hãi. Mẹ kiếp! Nếu vừa rồi chiếc rìu kia bổ về phía hắn thì dù hắn không chết cũng phải bị thương nặng. Mạnh quá đi mất! Tiêu Qua lau vết máu nơi khóe miệng, y nhìn Diệp Quân, không hề giận. Mới đầu là y muốn bẫy người ta, bây giờ bị người ta lừa, chỉ có thể nói rằng tài năng của mình không bằng người. Đàn ông, thắng được thì thua được. Đàn ông thua không chịu nhận mới mất mặt. Diệp Quân lại hỏi, Tiêu huynh, bên trong cánh cửa kia là ai vậy? Tiêu Qua lắc đầu, ta không biết. Diệp Quân nhíu mày, huynh chưa từng gặp người bên trong à? Tiêu Qua khẽ lắc đầu, ta còn không đỡ được rìu thì sao có thể gặp được người trong đó chứ? Nói rồi y nhìn cánh cửa sáng kia, chỗ này là những cường giả năm xưa của Tổng viện để lại, chắc chắn không phải hạng tầm thường. Đáng tiếc, từ lúc Thư viện Nam Châu được thành lập, chưa có ai phá được cánh cửa này, thiên tài các đời đều dừng bước ở đây. Diệp Quân đột nhiên nói, hợp tác không? Tiêu Qua nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi, hợp tác? Diệp Quân gật đầu, chiếc rìu kia quá lợi hại, hai chúng ta đều không phải đối thủ. Nhưng nếu chúng ta hợp tác với nhau thì cũng có thể thử xem. Tiêu Qua đánh giá Diệp Quân một lượt, sau đó nói, huynh chắc không? Diệp Quân gật đầu, nhưng ta phải nói trước, không được bán đứng đồng đội đâu đấy. Tiêu Qua trầm giọng đáp, huynh không bán đứng ta thì ta cũng vậy. Diệp Quân nói, huynh đứng phía trước đỡ, ta phá chiếc rìu này từ bên hông. Tiêu Qua nhìn Diệp Quân, huynh đứng đỡ được không? Ta tập kích từ bên hông. Diệp Quân nói, vừa nãy ta đã nhìn thấy thương của huynh rồi. Thương của huynh khí thế dồi dào, uyển chuyển linh hoạt, sức mạnh vô cùng bá đạo, hơn nữa còn tu luyện ra cả thương mang. Tuy sức lực của huynh không bằng sức mạnh của chiếc rìu lớn kia, nhưng cũng không thua kém quá nhiều. Tiêu Qua nhìn Diệp Quân, huynh không cần khen ta không muốn đỡ. Nói rồi y chìa cánh tay phải ra, huynh xem, tay ta đã bị thương rồi. Còn đang chảy máu đây. Diệp Quân đột nhiên xòe tay ra, một thanh khí kiếm xuất hiện trong tay hắn, hắn tùy ý vung tay, kiếm quang lóe sáng, tốc độ cực nhanh. Mắt Tiêu Qua bỗng sáng lên, Diệp huynh là kiếm tu à? Diệp Quân gật đầu, kiếm tu, năng lượng của huynh rất mạnh, thích hợp đứng chính diện chống đỡ. Ta là kiếm tu, tốc độ của ta rất nhanh, thích hợp tập kích từ bên hông. Tiêu Qua trầm lặng. Diệp Quân nhìn y, lẽ nào huynh không muốn xem bên trong có gì sao? Sau một lúc im lặng, Tiêu Qua cắn răng nói, liều một phen. Diệp Quân gật đầu, huynh đi gõ cửa. Tiêu Qua trầm giọng nói, ta trị thương đã. Nói xong y lấy ra một viên đan dược to bằng ngón tay rồi nuốt vào. Chẳng mấy chốc, vết thương trên cánh tay của y đã lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Thấy cảnh này, mắt Diệp Quân chợt sáng lên, Tiêu huynh. Đan dược này của huynh có nhiều không? Tiêu Qua do dự một lúc rồi đáp, cũng không nhiều lắm. Diệp Quân nháy mắt, có thể cho ta mượn hai viên không? Chút nữa có thể phải liều mạng, có viên đan dược này thì phần thắng lớn hơn một ít. Tiêu Qua chần chừ một lát rồi nói, được. Nói rồi y xòe bàn tay ra, hai viên đan dược bay tới trước mặt Diệp Quân. Diệp Quân gật đầu, đa tạ. Tiêu Qua hít vào một hơi rồi nói, Diệp huynh. Ta đi gõ cửa, huynh chuẩn bị đi. Diệp Quân gật đầu. Tiêu Qua đi tới trước cánh cửa sáng, sau đó gõ cửa, tiếp đó y lập tức lùi lại sau mười mấy trượng. Cánh cửa sáng chợt mở ra, một chiếc rìu lớn phi ra ngoài. Sắc mặt Tiêu Qua chợt thay đổi, nhưng không hề khiếp sợ, y bước lên trước một bước,
tay phải cầm thương đâm lên, quán xuyên ngân hà. Lời vừa dứt, vô số thương ý cùng thương mang phun trào ra từ mũi thương. Nhìn thấy cảnh này, lòng Diệp Quân thầm kinh ngạc. Tên này thật sự là cường giả cảnh giới thần phách hàng thật giá thật. Trẻ vậy mà đã ở cảnh giới thần phách, đúng là yêu nghiệt. Hắn không nghĩ nhiều, trực tiếp xông lên. Nhát thương này của Tiêu Qua đã đâm thẳng lên chiếc rìu lớn đó. Đối đầu trực diện. Một tiếng động cực lớn vang lên, vô số thương mang và thương ảnh vỡ nát, Tiêu Qua liên tục lùi về sau. Gần như cùng lúc đó, Diệp Quân đã lướt đến phía sau chiếc rìu lớn đó, sau đó hắn mạnh mẽ chém một kiếm. Đường kiếm hạ xuống, chiếc rìu lớn lập tức bị đánh rớt xuống đất, cứ như có gì đó đã bị Diệp Quân chặt đứt, nhưng chẳng mấy chốc, chiếc rìu lớn kia bỗng khẽ động đậy. Thấy vậy, Diệp Quân vội gọi, mau tới đây. Nhanh như chớp, Tiêu Qua bay tới trước mặt Diệp Quân, hắn vội nói, người bên trong cánh cửa đang muốn thu hồi nó về, chúng ta đem nó ra xa một chút. Nói rồi hai người lập tức ôm chiếc rìu lớn bay ra xa. Hai người chạy nhanh như thỏ, chớp mắt đã chạy được mấy trăm trượng. Lúc này, chiếc rìu trong tay hai người đã không còn động đậy nữa. Thấy vậy, hai người đồng thời thở phào một hơi. Như nghĩ ra điều gì, Diệp Quân lại nói, không được, bỏ nó vào trong trận pháp dịch chuyển kia. Nói rồi hai người vứt nó vào trận pháp dịch chuyển thông đến tầng thứ 8 kia. Chiếc rìu vừa vào trận pháp dịch chuyển thì trận pháp đã khởi động, chiếc rìu biến mất. Hai người lại thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, trong cánh cửa sáng kia lại vang lên tiếng bước chân. Thấy cảnh này, vẻ mặt hai người chợt trở nên nặng nề. Bấy giờ, một người khổng lồ cao to chậm rãi đi ra ngoài, mà trong tay gã đang nắm một chiếc rìu lớn. Thấy vậy, vẻ mặt của hai người cứng đờ. Diệp Quân nuốt nước bọt, sau đó nói, Tiêu huynh. Huynh lại đứng đỡ. Ta tập kích. Tiêu Qua run giọng, Diệp huynh, thế này ai mà đỡ nổi. Lúc nhìn thấy người khổng lồ xách rìu lớn bước ra, phải nói rằng hai người đều thấy thế giới như sụp đổ. Mẹ kiếp, vẫn còn rìu sao? Diệp Quân và Tiêu Qua bốn mắt nhìn nhau, ngay sau đó, cả hai đều chạy về phía trận pháp dịch chuyển. Phải chuồn thôi. Mà ngay lúc này, không trung bỗng vang lên tiếng xé gió. Tiếp đó, Diệp Quân và Tiêu Qua vừa chạy tới trước trận pháp dịch chuyển đã thấy một chiếc rìu lớn chém lên trận pháp. Trận pháp dịch chuyển lập tức nổ tung. Hai người đều sững sờ. Toi rồi. Diệp Quân nhìn người khổng lồ kia, sau đó nói, Tiêu huynh, không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Tiêu Qua trầm mặc. Không còn đường lui, chắc chắn không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Chỉ có thể liều một phen thôi. Tiêu Qua nhìn Diệp Quân, ta đánh trực diện, huynh tìm cơ hội. Nói rồi, y bỗng mạnh mẽ xông lên trước, trường thương trong tay chĩa thẳng về phía người khổng lồ. Bù! Trường thương xuyên bầu trời, xé toang không khí, vô cùng đáng sợ. Lúc này, người khổng lồ kia đột nhiên xòe tay phải ra, chiếc rìu lớn ở đằng xa lập tức bay về tay gã. Tiếp đó, gã chém mạnh rìu xuống. Nhát này chém xuống. Trường thương của Tiêu Qua bị đánh bay. Ngay lúc đó, Tiêu Qua ở phía xa nhún người nhảy lên, đón lấy thanh trường thương bị đánh bay của mình, sau đó y xoay người, lại tiếp tục đâm thương về phía người khổng lồ kia. Một đường thương mang tỏa ra trên mũi thương. Người khổng lồ kia mặt không đổi sắc, giơ rìu lên chém xuống. Chớp mắt, cả Tiêu Qua và trường thương bay về sau mấy chục trượng. Gần như ngay lúc đó, Diệp Quân xuất hiện ngay sau người khổng lồ kia như một hồn ma, hắn đâm một kiếm ngay sau gáy của gã. Keng! Kiếm đâm vào được vài tấc đã bị kẹt lại. Diệp Quân thầm kinh hãi, vội buông thanh khí kiếm ra, sau đó thuận thế lộn nhào về sau. Gần như ngay cùng lúc đó, một chiếc rìu quét ngang qua vị trí hắn vừa đứng lúc nãy. Chiếc rìu này quét qua, không khí xung quanh như bị đánh nát vụn. Lúc này Diệp Quân đang lùi về sau mấy trượng. Sau đó xòe bàn tay ra, một thanh khí kiếm được ngưng tụ. Người khổng lồ nhìn Diệp Quân, đang định ra tay thì sau lưng gã bỗng vang lên tiếng xé gió. Gã quay phắt người lại, bấy giờ, một thanh trường thương đã đâm về phía gã. Gần như cùng một lúc, Diệp Quân thuận thế nhào về phía trước. Người khổng lồ lại vung rìu. Rầm! Tiêu Qua lại lần nữa bị đánh bay, lần bay này xa những hơn 40 trượng,
sau đó đập mạnh xuống đất. Vừa đáp đất, y đã phun ra một búng máu tươi. Bấy giờ, Diệp Quân ở đằng xa bỗng đâm một kiếm từ dưới háng của người khổng lồ. Bỉ ổi! Trong cuộc chiến sinh tử, đánh đàn ông thì phải đánh chỗ này. Nhát kiếm này đâm vào được vài tấc rồi vẫn bị kẹt lại. Diệp Quân ngơ người. Mẹ kiếp! Chỗ này mà cũng bị kẹt à? Lúc này, trên đầu hắn truyền tới một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố. Diệp Quân vội buông kiếm, lại thuận thế nhào ra sau mấy vòng, tránh được nhát rìu chí mạng của người khổng lồ. Ngay lúc này, hắn chỉ tay, một thanh khí kiếm bỗng bay ra, cắt ngang cổ họng của người khổng lồ. Bù! Khí kiếm chỉ cắt một đường mảnh trên cổ họng người khổng lồ, mà chớp mắt, gã vung tay một cái, thanh khí kiếm kia đã bị đập nát. Thấy cảnh này, vẻ mặt Diệp Quân nặng nề, hắn nhìn chằm chằm nơi cổ họng của người khổng lồ, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, người khổng lồ bỗng đi về phía Diệp Quân. Mỗi bước đi của gã đều khiến mặt đất rung chuyển, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Diệp Quân đột nhiên nói, Tiêu Qua huynh, giúp ta cầm chân gã một giờ đồng hồ. Một giờ. Tiêu Qua trợn trắng mắt, sau đó nằm luôn lên đất, ta đầu hàng. Diệp Quân vội nói, thế thì 30 phút, trong vòng 30 phút ta chắc chắn giết được gã. 30 phút. Tiêu Qua trầm mặc. Thấy người khổng lồ sắp ra tay, Diệp Quân vội thuyết phục, chỉ 30 phút thôi, chắc chắn ta sẽ giết được gã. Tiêu Qua cắn răng sau đó nhún người lao về phía người khổng lồ kia. Tốc độ của y cực nhanh, người chưa đến mà khí tức lạnh lẽo đã đến rồi. Người khổng lồ chợt quay người, sau đó vung rìu chém về phía Tiêu Qua. Tiêu Qua lại bị đánh bay. Ngay lúc này, từng thanh khí kiếm dưới sự điều khiển của Diệp Quân chém về phía người khổng lồ kia. Mục tiêu của tất cả khí kiếm này đều là cổ họng của người khổng lồ. Từng tiếng nổ không ngừng vang vọng trong không trung. Vết cắt nơi cổ họng của gã khổng lồ ngày một to. Bấy giờ, người khổng lồ đột nhiên cầm rìu mạnh mẽ quét quanh bốn phía. Mấy chục thanh khí kiếm bị đánh nát trong tích tắc, mà ngay lúc này, Diệp Quân đột nhiên xuất hiện trước mặt gã như một bóng ma, rồi chém một kiếm vào cổ họng gã. Rắc! Vết cắt ở cổ họng người khổng lồ lại to thêm. Diệp Quân chỉ chém một kiếm, không tham lam, lập tức buông khí kiếm rồi nhào về sau. Đáp đất xong hắn lại lùi thêm vài bước nữa để kéo dài khoảng cách với người khổng lồ. Ngay khi dừng lại, hắn tiếp tục điều khiển khí kiếm bay về phía người khổng lồ. Bù! Một thanh khí kiếm lại tiếp tục chém vào cổ họng gã. Rắc! Vết cắt lại to thêm vài phân. Mà lúc này, gã người khổng lồ cũng đã nhận ra Diệp Quân mới là nguy hiểm nhất. Gã lập tức nhấc rìu xông về phía Diệp Quân. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Quân hơi tái, vội gọi, Tiêu huynh, mau cản. Nói rồi hắn thuận thế lộn sang bên, tránh được một nhát rìu chí mạng. Ở đằng xa, Tiêu Qua toàn thân be bét máu gào lên một tiếng rồi lại lần nữa xông về phía người khổng lồ. Người khổng lồ bỗng quay phắt người, chém một nhát rìu ra. Nhát rìu này chém ra, một tiếng nổ lớn vang lên. Cùng với một mảng trời thương mang vỡ nát, Tiêu Qua bay thẳng về sau hơn 50 trượng, sau cùng đập mạnh xuống đất, cơ thể co quắp, máu tươi ảo ạt tuôn ra từ miệng. Mà lúc này, lại có thêm mấy thanh khí kiếm liên tiếp chém vào cổ họng người khổng lồ. Mấy tiếng nổ vang lên, cổ họng gã khổng lồ nứt ra một vết lớn, ngay lúc này, gã liên tục lùi về sau mấy trượng. Thấy vậy, Diệp Quân vô cùng phấn khích, vội gọi, Tiêu huynh, mau cầm chân gã, ta sắp giết được gã rồi. Tiêu Qua nằm ở đằng xa run giọng nói, ta là thương tu chứ không phải là thể tu. Bấy giờ gã khổng lồ đã vô cùng tức giận. Gã xông thẳng về phía Diệp Quân. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Quân chợt tái đi, hắn vội vã chạy. May là lúc ở tầng dưới hắn đã luyện thành thục kỹ năng tránh né rồi. Thế nên người khổng lồ kia chém liên tiếp mấy nhát rìu mà đều không thể đánh trúng hắn. Diệp Quân cũng không dám đối đầu trực diện, vì sức của hắn thua xa gã to xác này, nếu đánh trực diện, dù hắn không chết thì cũng mất hết sức chiến đấu. Thế nên Diệp Quân vừa chạy vừa gọi, Tiêu huynh, mau, lần cuối cùng rồi. Cố gắng thêm lần này nữa thôi. Ở phía xa, Tiêu Qua mặt đầy máu bò trên đất ngẩng đầu nhìn gã người khổng lồ. Khi thấy cổ gã sắp lìa khỏi đầu, mắt y lóe lên tia dữ tợn,
sau đó y dùng hết sức lực toàn thân nhảy lên sông về phía người khổng lồ. Bấy giờ, người khổng lồ quay đầu, lại chém ra một nhát. Rầm, thương mang vỡ nát, Tiêu Qua bay vút ra sau hơn trăm trượng, lúc rơi xuống đất, cả người y co quắp. Tiêu Qua nằm trên mặt đất thều thào, không ổn rồi, ta sắp không xong rồi. Phía xa, ngay khoảnh khắc Tiêu Qua bị chém, Diệp Quân nhắm chuẩn cơ hội xông lên trước, tay cầm khí kiếm cắm ngay vào cổ họng người khổng lồ. Bụp! Lần này, khí kiếm đâm xuyên cổ họng gã, sau đó mắt Diệp Quân lóe lên tia dữ tợn, xoay kiếm một vòng. Phụt! Đầu người khổng lồ bay vút ra ngoài. Thấy vậy, Diệp Quân chợt thở phào một hơi. Nhưng ngay lúc đó, người khổng lồ kia đột nhiên cầm rìu hô một vòng, chiếc rìu lớn tuột khỏi tay gã bay ra ngoài. Không chỉ thế, bao quanh rìu còn là từng đường sấm chớp cực kỳ ghê rợn. Sắc mặt Diệp Quân tái mét, muốn chạy mà không kịp nữa rồi. Rầm. Diệp Quân bị đánh bay, nói ra cũng trùng hợp, hắn rơi xuống ngay trên người Tiêu Qua đang thoi thóp kia, sau đó kéo lê theo Tiêu Qua trượt trên đất thêm mấy chục trượng nữa. Tiêu Qua. Diệp Quân phun liền mấy búng máu, hắn mặc kệ tất cả vội nhìn người khổng lồ ở đằng xa. Lúc này, gã khổng lồ từ từ quỳ xuống rồi tan biến từng chút một. Thấy cảnh tượng này, Diệp Quân mới thở phào nhẹ nhõm rồi nằm sang bên cạnh Tiêu Qua. Diệp Quân quay đầu nhìn Tiêu Qua, huynh còn ổn không? Tiêu Qua run run đáp ổn, chỉ sắp mất mạng thôi. Diệp Quân nhếch môi cười, chúng ta thắng rồi. Tiêu Qua gật đầu, nếu mà không thắng thì chắc phải hẹn gặp lại ở kiếp sau rồi. Diệp Quân cười ha ha. Cảm giác chiến đấu thật ra rất đã. Lúc này, cánh cửa sáng ở đằng xa đột nhiên khẽ chấn động. Cảm nhận được điều này, sắc mặt hai người đều thay đổi, vội nhìn về hướng đó. Bấy giờ, một người phụ nữ bỗng bước ra từ trong cánh cửa. Hai người nhíu chặt mày. Người phụ nữ không phải là người thật, chỉ là ảo ảnh. Người phụ nữ mặc một chiếc váy liền màu xanh biếc, tóc dài phủ sau vai, lưng đeo một hộp kiếm. Kiếm tu. Lúc này, người phụ nữ chậm rãi bước tới trước mặt hai người. Bà ấy nhìn đánh giá cả hai một lượt rồi cười nói, hai người các ngươi hợp tác đánh à? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Bà ấy nhìn Diệp Quân và Tiêu Qua, cười nói, hai người các ngươi đều rất khá. Ở thế giới dưới trung thổ thần châu, hai người các ngươi là người thứ hai phá được tầng thứ 9. Tiêu Qua và Diệp Quân đều sửng sốt. Người thứ hai. Tiêu Qua lập tức bò dậy hỏi, ai là người đầu tiên? Người phụ nữ cười, một cô gái của trung thổ thần châu, tên là Tịch Huyền. Nói cho hai người biết, cô ấy một thân một mình phá ải đấy nhé. Hơn nữa, lúc đó cô ấy cũng chỉ mới 17 tuổi như các ngươi. Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Quân và Tiêu Qua đều trầm xuống. Niềm vui khi vượt ải vừa nãy đã hoàn toàn tan biến. Người phụ nữ chợt cười, đừng nhụt chí, hai ngươi đã rất ưu tú rồi. Nào, đây là phần thưởng cho các ngươi. Nói rồi, bà ấy xòe bàn tay, một chiếc hộp xuất hiện trước mặt hai người. Diệp Quân chớp mắt, chỉ có một. Người phụ nữ gật đầu, một thôi. Diệp Quân nói, bọn ta có hai người lận, có thể cho thêm một phần nữa không? Người phụ nữ nháy mắt, không được. Diệp Quân cứng họng, hắn mở chiếc hộp ra, bên trong là một quyển trục. Diệp Quân hơi tò mò hỏi, đây là... Người phụ nữ cười đáp, công pháp tu luyện cấp thiên. Trên cấp thiên. Nghe vậy, sắc mặt của Diệp Quân và Tiêu Qua đều thay đổi. Thư viện Quan Huyên cũng không có đồ tốt cỡ này. Diệp Quân với Tiêu Qua nhìn nhau, cuối cùng hắn nói, có thể cùng nhau xem. Tiêu Qua gật đầu đồng ý. Diệp Quân tiếp tục nói, sau khi cùng xem thì nó thuộc về ta. Tiêu Qua lắc đầu, không đồng ý. Diệp Quân nhìn người phụ nữ, hắn do dự một lúc rồi hỏi, có thể cho bọn ta thêm một quyển không? Người phụ nữ đang định nói gì đó thì như chợt phát hiện ra điều gì, sắc mặt thay đổi, tay phải bà ấy bỗng nắm lấy tay Diệp Quân. Diệp Quân ngơ ngác. Người phụ nữ nhìn chằm chằm Diệp Quân, ánh mắt khó tin, không thể tin nổi. Nói đến đây, bà ấy không nói thêm gì nữa. Diệp Quân không hiểu gì. Một lát sau, người phụ nữ nhìn Diệp Quân chăm chú, sau đó ánh mắt trở nên dịu dàng, bà ấy buông tay Diệp Quân ra, cười đáp, được. Nói rồi bà ấy lấy một chiếc hộp nữa đưa cho Diệp Quân. Nghe vậy,
Diệp Quân và Tiêu Qua đều mừng rỡ. Người phụ nữ nhìn Diệp Quân với ánh mắt vừa dịu dàng vừa phức tạp. Một lát sau, bà ấy khẽ nói, ảo ảnh của ta sắp tan biến rồi. Rất chờ đợi hai người đến Tổng viện. Diệp Quân nhìn người phụ nữ, tiền bối là người của Tổng viện ạ. Người phụ nữ cười đáp, đúng vậy, thư viện quan huyên của vũ trụ quan huyên, Tổng viện vui lắm. Nhớ đến nhé. Nói rồi bà ấy dần dần trở nên mờ ảo, chẳng mấy chốc đã tan biến. Lúc này, trong tiểu tháp, giọng của tiểu tháp bỗng vang lên, Diệp Vũ, không ngờ gặp lại cô ấy ở nơi này, trong tình cảnh này. Giọng nói bí ẩn kia hỏi, là vị kia đấy à? Tiểu tháp khẽ đáp, năm xưa gặp, cô ấy còn là một cô gái nhỏ, không ngờ bây giờ đã có thể gánh vác một phương rồi. Diệp Quân và Tiêu Qua đứng đó vui sướng vô ngần. Công pháp tu luyện cấp tiên. Đỉnh của đỉnh. Cả cái Nam Châu chắc cũng không móc đâu ra. Hai người bỏ qua hết những xích mích khi trước, nở nụ cười sán lạn. Lúc này, trận pháp dịch chuyển ở đằng xa bỗng rung lên. Diệp Quân quay đầu nhìn, hắn biết thư viện quan huyên đang tu sửa trận pháp. Sau khi im lặng một lát, Diệp Quân nói, Tiêu Qua huynh, chút nữa huynh ra trước, sau đó nói một mình huynh phá ải. Nghe thế, Tiêu Qua không hiểu, sao phải vậy? Diệp Quân cười, ta có kẻ thù ở trong thư viện, thế nên ta muốn kín tiếng chút. Tiêu Qua chớp mắt, huynh muốn đội lốt heo cắn chết hổ hả? Diệp Quân cười ha ha, đúng vậy. Tiêu Qua suy nghĩ rồi nói thật là ta không muốn làm vậy cho lắm, vì điều này khiến ta thấy hơi xấu hổ. Diệp Quân chân thành thuyết thục, huynh cứ xem như là giúp ta một tay. Người tài luôn bị ganh ghét. Hắn vẫn muốn khiêm tốn một chút. Dù sao hắn cũng không muốn bị người khác ngày ngày dòm ngó. Làm thinh dinh cục vàng mới là chân ái. Danh tiếng. Hắn không quan tâm cho lắm. Sau khi đắn đo một hồi, Tiêu Qua đáp, được. Diệp Quân cười, đa tạ. Tiêu Qua nhìn Diệp Quân rồi nói, huynh vừa mới vào thư viện à. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy, vừa nhập học không lâu. Tiêu Qua cười, sau này có dịp thì đến đỉnh thiên tận, ta sống ở đó. Phi kiếm của huynh rất lợi hại, rảnh rỗi thì đến tìm ta, chúng ta có thể cọ sát với nhau. Diệp Quân đáp, được. Lúc này trận pháp dịch chuyển bỗng chấn động. Diệp Quân cười nói, Tiêu huynh, hẹn gặp lại. Nói xong hắn cầm hộp của mình rồi tìm một chỗ trốn đi. Tiêu Qua cười rồi quay người đi về phía trận pháp dịch chuyển. Lúc này, một ông lão xuất hiện trong trận pháp, cùng với ông lão còn có ba đại đạo sư và Lục Trầm. Ông lão dẫn đầu chính là viện trưởng của thư viện quan huyên, Chu Phu. Thấy người đến, Tiêu Qua vội bước lên cung kính hành lễ, bái kiến sư phụ. Chu Phu khẽ vỗ vai Tiêu Qua, cười nói, tốt lắm. Sắc mặt của ba đại đạo sư cũng phức tạp. Thật sự có người phá được tầng thứ 9 rồi. Chu Phu bỗng nhiên nói, đi thôi. Nói rồi đoàn người vào trận pháp dịch chuyển, lúc sắp rời đi, Chu Phu liếc một cái về một nơi nào đó. Sau khi nhóm người rời đi, Diệp Quân mới lén chạy ra, hắn vào trận pháp dịch chuyển rồi lặng lẽ rời khỏi tháp thí luyện. Tin Tiêu Qua phá tầng thứ 9 rất nhanh đã lan truyền khắp thư viện quan huyên. Thư viện quan huyên cũng không còn che giấu Tiêu Qua nữa. Danh tiếng của y gây chấn động. Tại tầng thứ 7 của một tháp thí luyện nào đó, Tiêu Các lên đến tầng 7 thấy Nam Huyền đang điên cuồng tu luyện. Cuộc hẹn một tháng, đương nhiên hắn ta không dám lơ là. Tiêu Các đột nhiên nói, có người đã phá tầng thứ 9 rồi. Nghe vậy, Nam Huyền hơi sửng sốt, sau đó vẻ mặt vô cùng khó coi, là Diệp Quân kia ạ. Tiêu Các cười đáp, yên tâm, không phải hắn, là Tiêu Qua. Tiêu Qua, Nam Huyền nhíu mày, con chưa từng nghe danh. Tiêu Các khẽ gật đầu, con chưa từng nghe đến cũng là chuyện bình thường. Y là thiên tài viện trưởng đích thân đào tạo, trước đây chỉ có vài người bọn ta biết thôi. Nam Huyền trầm giọng nói vậy thì y chính là chủ tịch học viên. Tiêu Các gật đầu, đúng vậy, gần như đã được quyết định rồi. Không chỉ vậy, y còn có thể là viện trưởng đời tiếp theo. Nam Huyền trầm mặc. Tiêu Các cười nói, nhiệm vụ cấp bách bây giờ của con có hai việc. Một là trước khi đến kỳ hạn một tháng phải vượt qua thử thách của tầng này, ít nhất phải lên được tầng thứ 8 thì con mới có cơ hội giết chết Diệp Quân kia. Thứ hai, con có thể đi kết giao với Tiêu Qua, trở thành bạn của y có thể giúp đỡ con rất nhiều.
Vì gia thế bối cảnh của y khá đặc biệt, nghe nói có liên quan đến thượng giới. Thượng giới? Nam Huyền khẽ nhíu mày, không phải là người Nam Châu chúng ta sao? Tiêu Các gật đầu, không phải người Nam Châu, nhưng rốt cuộc thân phận thế nào thì ta cũng không biết. Tóm lại, con kết bạn với y có rất nhiều lợi ích. Nếu con có thể khiến y nảy sinh mâu thuẫn với Diệp Quân kia thì càng tốt. Nếu vậy, chúng ta không những có thể chèn ép Diệp Quân mà còn có thể chèn ép cả sư phụ của hắn nữa. Nam Huyền im lặng một lúc rồi nói, con nghe nói Diệp Quân có một vị tỷ tỷ ở thư viện. Tiêu Các lập tức lắc đầu, không được, ta nghe ngóng được Diệp Nam kia đã được Phí Bán Thanh đặc biệt chiếu cố, con đừng phí công. Nam Huyền gật nhẹ đầu, nhiều nhất là 5 ngày, con sẽ vượt qua tầng này, đến lúc đó con đi kết giao với Tiêu Qua kia. Tiêu Các gật đầu, được, con chuyên tâm tu luyện đi. Nói rồi ông ta xoay người rời đi. Nam Huyền ở lại. Mắt hắn ta ánh lên tia lạnh lẽo. Diệp Quân trở về đại điện của mình thì mở quyển công pháp cấp tiên kia ra. Vừa mở ra, một tia sáng trắng đột nhiên bay ra khỏi sách rồi chui vào đầu Diệp Quân. Chẳng mấy chốc, một tin tức hiện lên trong đầu Diệp Quân, Huyền Tâm Pháp. Công pháp cấp tiên. Hắn vội ngồi xếp bằng, sau đó bắt đầu hấp thu linh khí. Chớp mắt, linh khí của cả ngọn núi Bán Thanh đã ào ạt tuôn về phía hắn. Cảm nhận được điều này, Diệp Quân thầm kinh hãi, hắn vội dừng lại. Những linh khí kia chợt trở lại bình thường, tản ra bốn hướng. Hắn kinh ngạc trong lòng, khiếp quá. Diệp Quân phát hiện công pháp cấp tiên này mạnh hơn công pháp cấp thiên ít nhất phải chục lần. Quá đáng sợ. Như nhớ ra điều gì, Diệp Quân vội đứng dậy. Hắn tới đại điện của Nạp Lan Ca, vừa định gõ cửa thì cửa đại điện bỗng mở toang, sau đó Nạp Lan Ca bước ra. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu lam nhạt, tóc dài xõa sau vai, da trắng như ngọc, mắt long lanh như sao trời, tao nhã tuyệt trần. Nhìn thấy Diệp Quân, Nạp Lan Ca khẽ cười, có chuyện gì sao? Diệp Quân gật đầu, hắn đang định nói gì đó thì bỗng quan sát Nạp Lan Ca, muội đã đạt đến cảnh giới thần phách rồi à? Nạp Lan Ca gật đầu, đúng vậy. Nghe thế, Diệp Quân thấy vô cùng kinh ngạc. Phải biết rằng lúc ở thành hoang cổ đến đây, Nạp Lan Ca mới ở cảnh giới chân pháp, mà bây giờ cô đã đạt đến cảnh giới thần phách rồi. Liên lục vượt qua 3 cảnh giới. Nạp Lan Ca bỗng nói, thể chất của ta rất đặc biệt, sư phụ nói giai đoạn đầu ta tu luyện sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Nghe thế, Diệp Quân lắc đầu cười, thật trái lẽ trời. Nạp Lan Ca khẽ cười, không nói thêm gì. Diệp Quân nhanh chóng lấy quyển công pháp cấp tiên kia ra đưa cho cô, muội xem xong rồi trả ta. Nạp Lan Ca mở ra xem thì sửng sốt, công pháp cấp tiên. Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Nạp Lan Ca nhìn hắn, sao huynh lại có công pháp cấp bậc này? Diệp Quân hơi đắn đo, Nạp Lan Ca đột nhiên nói, huynh đã hứa là sẽ không giấu ta chuyện gì. Diệp Quân khẽ gật đầu, sau đó kể lại chuyện xảy ra trong tháp thí luyện cho cô nghe. Nghe xong, Nạp Lan Ca im lặng một lúc rồi khẽ nói, ta vốn tưởng có lẽ mình bây giờ đã có thể thắng được huynh rồi, giờ xem ra, nếu thật sự đánh nhau thì ta vẫn không có phần thắng. Diệp Quân chỉ cười, không nói gì. Nạp Lan Ca nhìn quyển công pháp trong tay, cô nhận luôn không từ chối. Một lát sau, cô đã ghi nhớ hết nội dung trong đó, sau đó cô trả lại quyển công pháp cho Diệp Quân. Diệp Quân cất công pháp đi, Nạp Lan Ca bỗng hỏi. Huynh và Nam Huyền kia còn nửa tháng nữa là đến hẹn lên đài sinh tử sao? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Nạp Lan Ca nhìn hắn, đến lúc đó ta đến cổ vũ huynh. Diệp Quân cười, được. Nạp Lan Ca cười mỉm nói, ta phải tu luyện rồi. Diệp Quân gật đầu, được. Nói rồi hắn quay người rời đi. Lúc này, Nạp Lan Ca bỗng gọi lại, đợi đã. Diệp Quân quay người nhìn cô. Cô lấy một túi thơm màu tím đưa cho hắn, tặng huynh cái này. Diệp Quân nhận túi thơm, rồi hỏi, chính tay muội làm đây sao? Nạp Lan Ca gật đầu, cười đáp, bên trong chứa hương liệu đặc biệt, đeo trên người có thể giúp huynh yên tĩnh tập trung. Diệp Quân cười, đa tạ. Nạp Lan Ca cười đáp, không có gì. Diệp Quân đeo túi thơm lên thắt lưng, Nạp Lan Ca lắc đầu, huynh đeo sai rồi. Nói xong cô cầm lấy túi thơm. Đi tới trước mặt Diệp Quân rồi nhẹ nhàng thắt cho hắn. Khoảng cách hai người rất gần,
dường như Diệp Quân đã có thể cảm nhận rõ ràng mùi thơm thoang thoảng từ trên người Nạp Lan Ca. Nhìn người đẹp gần trong gang tấc, Diệp Quân thấy lòng ấm áp. Rất nhanh, Nạp Lan Ca đã thắt xong túi thơm, sau đó lui về sau, cô nhìn Diệp Quân, ta tu luyện đây. Nói rồi, cô quay lưng đi. Diệp Quân nhìn túi thơm ở bên eo, bất giác nở nụ cười rồi cũng quay người đi. Diệp Quân vừa đi, Nạp Lan Ca lại xuất hiện trước cửa. Cô nhìn bóng lưng đi xa của Diệp Quân, nụ cười e ấp nở trên môi. Sau khi rời khỏi đại điện của Nạp Lan Ca, Diệp Quân lại tới trước đại điện của Phí Bán Thanh. Hắn đang định gõ cửa thì tiếng của Phí Bán Thanh vọng ra, vào đi. Diệp Quân nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Hắn tới trước mặt Phí Bán Thanh rồi khẽ cúi người hành lễ, đạo sư. Phí Bán Thanh nhìn hắn, ngồi đi. Diệp Quân ngồi xuống trước mặt Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh thờ ơ hỏi, có chuyện gì không? Diệp Quân gật đầu, hắn lấy quyển công pháp cấp tiên kia ra đặt trước mặt Phí Bán Thanh. Phí Bán Thanh liếc nhìn nó, rồi nhìn Diệp Quân, không nói bất cứ lời nào. Diệp Quân do dự một lúc rồi nói, tầng thứ 9 là ta với Tiêu Qua cùng nhau phá. Thấy Diệp Quân chủ động nói thật, Phí Bán Thanh chợt nở nụ cười, quyển công pháp cấp tiên này là phần thưởng của hai ngươi à? Diệp Quân gật đầu, vâng, mỗi người một quyển. Phí Bán Thanh nhìn hắn, ngươi tặng ta. Diệp Quân gật đầu, vâng. Phí Bán Thanh cười nói, ngươi tặng ta quyển công pháp này là vì lúc đầu ta đã mua công pháp cấp thiên cho ngươi, nên ngươi muốn báo ơn. Diệp Quân im lặng. Phí Bán Thanh nói, ta biết ngươi không muốn nợ ta, nếu đã vậy thì để công pháp lại, chúng ta không nợ gì nhau. Diệp Quân chần chừ một lúc mới nói, đạo sư hiểu lầm rồi. Phí Bán Thanh nhìn Diệp Quân, hắn chân thành nói, ta tặng ngươi quyển công pháp này đúng là vì báo ơn, nhưng không phải là để trả nợ. Ta chỉ cảm thấy quyển công pháp này cũng có thể giúp đỡ đạo sư, chỉ vậy thôi. Phí Bán Thanh nhìn hắn, không lên tiếng. Diệp Quân lại nói, thật đấy ạ. Phí Bán Thanh im lặng một lúc mới nói, ta hiểu rồi. Diệp Quân đứng lên, khẽ hành lễ, đạo sư, ta đi tu luyện đây. Nói rồi hắn quay người đi. Sau khi Diệp Quân đi, Phí Bán Thanh nhìn quyển công pháp cấp tiên trước mặt, một lát sau, bà ấy nhoẻn miệng cười. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 2.